làm sao cho như vậy. Từ nay luôn vững về cho thầy tôi trên con gió cùng nhớ cái bóng cao đẹp ba nói gió luôn trên mái sân cái gì ngày gió sẽ luôn vững thêm tâm trí cùng trang viên chi đâu làm cho gió vượt tháng riêng ngày sáng trời mùa Lời nói đầu tiên Mimi thay mặt cho những thành viên của Truyền thông Công lý xin gửi lời chào kính trọng nhất đến Tổng thống Ngài Đào Minh Quân, quý ông bà, cô chú, quý khán thính giả, quý anh chị em, quý đồng bào, quý đồng hương trong và ngoài nước, các quý đồng nhiệm đang xem và lắng nghe chương trình phát hình Truyền thông Công lý trong buổi livestream lần thứ 44 này. Để mở đầu cho chương trình, Mimi xin trân trọng kính mời quý vị và các bạn cùng với chương trình chúng ta dành một phút để dâng lời cầu nguyện cho quê hương Việt Nam. Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. PO Box 2807 Anaheim CA 92814. Lời cầu nguyện. Hôm nay, Truyền thông Công lý chúng con và các đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Đào Minh Quân nguyện xin đấng tối cao trời Phật, hồn thiên sông núi, các bậc tiền nhân, anh hùng dựng nước và giữ nước, phù hộ độ trì cho Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, để Tam Việt Nam Cộng Hòa sớm hoàn thành sự nghiệp giải thể tà quyền Cộng sản tại Việt Nam, để lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Lời cầu nguyện chấm dứt, xin trân trọng kính mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với một phút mặc niệm để tưởng nhớ các tiền nhân anh hùng tử sĩ đã ngã xuống vì lý tưởng cho sự tự do của dân tộc Việt Nam chúng ta. Xin trân trọng kính mời và kính cảm ơn với lòng sâu sắc nhất. Hỡi các đại nghĩa sĩ tân dân chủ, hỡi các anh chị em máu thịt Việt Nam, chúng ta do dân tộc mà hình thành, vì dân chúng mà đấu tranh. Đứng dậy này, tuy cho đến mãi mãi muôn muôn về sau, là màu mỡ cho đất đai, là kết tụ của tính Việt, là tự hào, là di sản cho con cháu. Tinh và hồn luôn luôn cùng sông núi. Sống thì phải cho lắm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh. Giang sơn biến, toàn dân tham chiến, đồng một lòng lửa tiến kiêu hùng, đập tan sông lược mạnh đông, gái trai giữ vững non sông muôn đời, xương thịt nắm mỉm cười chín suối, hồn hăng say tiếp nối hy sinh. Oanh liệt chết oai linh, liều hương bất khuất vang danh xa gần, vì tổ quốc vong thân đáng trọng, xác thịt tan danh sông dân thờ, voi hùng chết để cặp ngà, hồn thiêng xa bay nhưng ra tường kính hương hồn liệt sĩ, lặng cúi đầu quyết sẽ noi gương, muôn người dâng nén tâm hương cầu hồn siêu thoát hằng thương dấu. Truyền thông Công lý, kênh chính trị giáo dục quốc gia, kết nối người Việt trên khắp thế giới.
giải mã sự thật bị che giấu trong suốt 10 năm qua. Truyền thông công lý được phát sóng định kỳ vào thứ sáu hàng tuần trên Facebook Truyền thông công lý. Truyền thông công lý, nơi sự thật được phơi bày. Đỗ Tuyết xin đọc hai thông báo của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, Lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, PO Box 2807, Anaheim, California 92814. Quyết tâm giải thể nhà cầm quyền Cộng sản tại Việt Nam. Ngày 16 tháng 10, 2019. Kính thưa toàn dân Việt Nam và quý đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Như tuyên bố của Tổng thống Đào Minh Quân đã đưa ra ngày 27 tháng 1, 2019, nhà cầm quyền của một nước có thể được hình thành bằng nhiều phương pháp, bằng nhiều thủ đoạn, nhưng muốn trở thành một chính quyền của dân thì điều kiện ắt có và đủ là nhà cầm quyền đó phải do người dân của quốc gia đó bầu ra. Trong trường hợp một nhà cầm quyền được thành lập để tạm điều hành quốc gia, nhưng do điều kiện đất nước chưa thuận lợi để tổ chức bầu cử, thì sau đó nhà cầm quyền này phải được sự chuẩn thuận của đại đa số người dân qua một cuộc trưng cầu dân ý trong tinh thần dân chủ, tự do và tự nguyện. Vì vậy, không có gì rõ ràng và dễ hiểu hơn về sự chính danh và tính hợp pháp của một chính quyền của dân với câu nói ngắn gọn sau đây: sự chính danh và hợp pháp của một chính phủ là do phiếu bầu của dân, chứ không phải là súng đạn. Do đó, Đảng Cộng sản Việt Nam và cái gọi là Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã mất chính nghĩa, không thể đại diện cho nước Việt và dân tộc Việt Nam vì các lý do chính sau đây. 1. Đảng Cộng sản Việt Nam thoát thai từ Đảng Cộng sản quốc tế, hiện đang bị Tàu Cộng chi phối và đang cam tâm làm tay sai cho giặc Tàu. 2. Cái gọi là Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam không do dân Việt bầu ra, lại bị Đảng Cộng sản Việt Nam cầm đầu, nên không thể đại diện cho dân Việt. 3. Vì Đảng Cộng sản Việt Nam và cái gọi là Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đều do ngoại bang dựng ra, không phục vụ cho quyền lợi tinh thần và vật chất của người Việt, mà còn tàn phá nước Việt, tàn hại dân Việt, nên không thể đại diện cho nước Việt và dân tộc Việt Nam. Vì vậy, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời tuy đang lưu vong tại đất nước Hoa Kỳ, nhưng đã được sự chuẩn thuận của người dân Việt Nam qua trưng cầu dân ý với gần 5 triệu số phiếu, trong tinh thần dân chủ, tự do và tự nguyện, được coi là một chính phủ có chính danh và hợp pháp duy nhất của Việt Nam hiện nay. Dù Cộng sản Việt Nam dùng mọi thủ đoạn để quấy phá, kể cả cho công an hăm dọa, nhưng trong giai đoạn đen tối này của lịch sử, người dân Việt Nam vẫn tiếp tục tham gia trưng cầu dân ý với ước nguyện giải thể tà quyền Cộng sản Việt Nam, tay sai Tàu Cộng, thoát họa diệt vong, không bị Tàu Cộng hán hóa. Chỉ có giải pháp trưng cầu dân ý là dân chủ, tiện lợi, nhanh chóng, an toàn, ôn hòa được Hoa Kỳ và quốc tế chấp nhận. Sau khi đạt hiệu quả của trưng cầu dân ý, chúng ta sẽ xây dựng chế độ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, không phải bạo loạn chiến tranh, gây tang thương, hận thù, chia rẽ. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Đào Minh Quân, chính sách của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời không thay đổi, vẫn rất khoan hồng độ lượng. Việt Cộng bỏ Cộng còn Việt, Việt không giết Việt. Do đó, những cán binh, bộ đội, đảng viên Cộng sản Việt Nam thức tỉnh, muốn trở thành công dân Việt Nam Cộng Hòa, đã tham gia trưng cầu dân ý để có số căn cước ID Việt Nam Cộng Hòa,
và đều âm thầm chờ đợi ngày toàn dân giải thể cộng sản, lấy lại chủ quyền. Ưu thế chính nghĩa của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa với sự hậu thuẫn của đa số dân chúng và sự tiếp ứng song hành của Hoa Kỳ và đồng minh là thế tất thắng của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Sự kiện này đang làm cho Trung Cộng lúng túng và bọn đầu xỏ Cộng sản Việt Nam run sợ. Trong lúc bấn loạn, chúng phải dùng mưu mẹo đu dây, một mặt vẫn lòn cuối Trung Cộng và mặt khác lại ve vãn Hoa Kỳ, và còn dùng kế mọn giả mù sa mưa, mượn hoa cúng Phật, cho vài tướng lãnh kêu gọi phục hồi chế độ Việt Nam Cộng Hòa, nhưng không đề cập đến chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Đó là sự biến trá trong ý đồ bất chính kéo dài sự tồn tại của chế độ Cộng sản Việt Nam. Toàn dân Việt Nam phải cùng nhau khẳng định quyết tâm giải thể chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam để đương đầu với giặc tàu cộng xâm lăng. Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc kêu gọi toàn dân, toàn quân và toàn thể giới chức các cấp, quý đại biểu, thành viên đồng nhiệm trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa đều nêu quyết tâm đoàn kết chặt chẽ dưới sự lãnh đạo anh minh, sáng suốt và nhân đạo của Tổng thống Đào Minh Quân để cứu nguy Sơn Hà, thống nhất đất nước. Những ai thật tâm trở về với chính nghĩa đoàn kết dân tộc đều được chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đón nhận, kể cả các tướng lãnh Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, đối với những kẻ ngoan cố, có manh tâm muốn lợi dụng chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa để dương đông kích Tây, cứu nguy chế độ Cộng sản là kẻ thù của toàn dân Việt Nam, sẽ bị đối xử như tội phạm phản quốc, chứ không được coi là tội phạm chiến tranh, theo quy chế của Liên Hiệp Quốc. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời kêu gọi đồng bào nên sáng suốt, không để bọn Cộng sản Việt Nam tiếp tục lừa gạt, bịp bợm bằng những lời tuyên bố hay tin nóng sốt trên diễn đàn. Vì các bộ đội Cộng sản Việt Nam, khi muốn trở về với chính nghĩa đoàn kết quốc gia, đã gia nhập chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, đều âm thầm, im lặng hay chờ đợi hiệu lệnh, chứ không ai cần phải ồn ào. Những tuyên bố gây chú ý của dư luận chỉ là những thủ đoạn tà mị, gian trá để mượn đò qua sông. Trước những tin tức thật giả khó phân biệt, toàn dân hãy chung vai đoàn kết với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời dưới sự lãnh đạo anh minh, sáng suốt, nhân đạo, độ lượng của Tổng thống Đào Minh Quân để mau chóng giải thể chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam, khôi phục Sơn Hà, cứu nguy dân tộc, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, chứ không để mắc mưu cộng phỉ như trong quá khứ. Thưa lệnh Tổng thống, thay mặt Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, Đại tướng Lê Minh. Tôi là A103, xin được đại diện toàn thể quý tướng lãnh, đại biểu, quý đồng nhiệm và quý khách trân trọng kính mừng và kính chào Ngài Tổng thống Đào Minh Quân và kính mời Ngài vào FCC để ban quấn từ cho chúng tôi. Xin trân trọng kính mời. Cảm ơn đại tướng. Xin kính chào tất cả quý vị tướng lãnh, quý vị đại biểu. Các giới chức đồng nhiệm trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời cũng như mọi chương trình FCC hàng tuần, chúng tôi vẫn trân trọng lại quyền điều khiển cho Trung tướng Huệ Lâm. Dạ, kính thưa Tổng thống, tôi sẽ mời đồng nhiệm A142 đọc lời cầu nguyện. A142 xin trân trọng kính chào Tổng thống, trân trọng kính chào quý đồng nhiệm. A142 xin được phép dâng lời cầu nguyện. Trân trọng kính mời Tổng thống cùng các quý tướng lãnh, quý đồng nhiệm nghiêm trang cùng dâng lời cầu nguyện. Hôm nay là ngày 24 tháng 7 năm 2019 tại địa điểm phòng họp FCC. Chúng con là các đồng nhiệm của Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Nguyện xin đấng tối cao, trời Phật, hồn thiên sông núi, các bậc tiền nhân anh hùng dựng nước và giữ nước, phù hộ độ trì cho chúng con sớm hoàn thành sự nghiệp giải thể tà quyền Cộng sản tại Việt Nam, lấy lại đất tổ,
không làm khổ dân. Lời cầu nguyện xin chấm dứt. Trân trọng kính mời Tổng thống cùng quý đồng nhiệm an tọa. Xin cảm ơn. Kính thưa Tổng thống, kính thưa Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc. Người kế tiếp là tôi xin mời A142 thuyết giảng bài tiểu sử của Tổng thống. Dạ, A142 xin trân trọng kính chào Tổng thống, kính chào quý tướng lãnh cùng các quý đồng nhiệm. Hôm nay A142 xin vinh dự thuyết trình bài A142 viết về một phần về tiểu sử của Tổng thống Đào Minh Quân. Kính gửi quý độc giả niềm cảm phục của tôi về tiểu sử của Tổng thống Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, Ngài Đào Minh Quân. Ngòi bút của tôi luôn thoăn thoắt khi được ghi chép cho từng buổi họp trong FCC, từng buổi huấn từ do Tổng thống và quý tướng lãnh giảng thuyết. Nhưng hôm nay, nó hân hạnh được đi một cách chậm rãi và vui vì được vừa ghi vừa ngẫm. Nghĩ về Tổng thống, người có rất nhiều kho tàng vô giá mà chúng ta rất đáng học hỏi. Kho tàng tài đức, kiên trì, nhẫn nại, tài giỏi, thông minh, sự hiến dân và tình yêu vô bờ bến dành cho đồng bào Việt Nam. Trước khi thành lập Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, ngày 21 tháng 10 năm 1990, Ngài luôn săn đuổi một bí mật lịch sử, đó là gốc cây Cộng sản Việt Nam là Hồ Chí Minh. Nhờ sự hiệp lực của những nhà ái quốc mà Ngài đã vạch được lý lịch của Hồ Chí Minh tại UNESCO, không phải là người Việt Nam. Hồ Chí Minh là một tên gián điệp của Tàu Cộng, giả làm người Việt, rồi sau đó vào ngày 16 tháng 9 năm 1989, Ngài đã mua đất Adelanto. Anh Tư, Tổng thống Đào Minh Quân của chúng tôi thích được gọi là anh Tư vì trong gia đình ông là con thứ tư, đã dấn thân vào sa mạc từ năm 1990 bằng gạt bỏ hết tất cả những thành đạt công danh, sự nghiệp vì Ngài được mời làm thành viên chủ nhân của Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ, Member of Post Committee, năm 1990 là đảng đương cầm quyền và Ngài đồng thời cũng là President of the Vietnamese Congress of America, Chủ tịch Hội đồng Quốc dân Việt Nam. Và dù là một triệu phú trẻ đương thời, Ngài đã quyết định hy sinh, bỏ lại sau lưng tất cả, kể cả gia đình và tuổi thanh xuân, để lo cho vận nước. Ngài đã kiên nhẫn chọn đời sống cam khổ ở sa mạc để tu luyện với quyết tâm thực hiện cho bằng được hoài bão của mình, để phục vụ cho đất nước với quyết tâm giành lại đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta từ Cộng sản Tàu Cộng, bỏ phone cầm tay, không xe cộ, không vật chất cao sang. Ngoài một túp lều nho nhỏ trong sa mạc hoang vu, ngày nắng cháy da, đêm lạnh buốt xương, cùng bão cát, tuyết lạnh pha với tiếng gió hú và những tiếng gầm rú của bầy dã thú, chó hoang. Có lần trong đêm, bỗng ngài thấy một cặp ánh sáng nhỏ từ trong lùm cây, tưởng chừng như hai ánh đèn nhỏ xíu, nhưng không, đó là cặp mắt của một con chó sói đang chầm chầm nhìn ngài. Khi nghe đến đây, ta nghĩ gì? Giây phút đó, ta có thể can đảm làm gì, đối phó hay bỏ chạy? Nhưng ngài đã nhìn chầm chầm vào đôi ánh sáng ấy, thế mà con chó sói đã bỏ đi. Tôi đã hân hạnh được nhìn đôi mắt của ngài, đúng là đôi mắt mà tôi đã từng nghe người đời nói là ngài có thần nhãn. Không hiểu sao đôi mắt ngài khi nhìn thẳng vào đối phương thì như tỏa ra ánh hào quang tiềm ẩn, khiến họ chùn bước khiếp sợ một cách lạ lùng. Tôi tin điều đó và vẫn đôi mắt ấy, khi ngài nhìn bằng sự thánh thiện thì nó vẫn tỏa ra một sự rộng lượng, bao dung và lòng nhân ái mà không ai có được như ngài. Anh Tư đã tu luyện trong sa mạc như ẩn sĩ. Ngài đã học và suy tư để tìm ra chiến lược và chiến thuật để triệt hạ Cộng sản. Ngài đã đọc biết bao quyển sách, đọc thuộc xong thì đem đốt hết. Ngài đã học hỏi sách của Đức Thánh Trần dựa vào kế tiêu thổ kháng chiến, vườn không nhà trống để làm căn bản chiến lược và luyện các thế tiến thoái di ảnh kỳ hình của võ lâm chính phái. Năm 1991, Ngài xây bia thờ kính ngũ vị thần tướng Việt Nam tại sa mạc: Nguyễn Khoa Nam, Trần Văn Hai, Phạm Văn Phú, Lê Văn Hưng và Lê Nguyên Vĩ. Cùng trong thời gian ở đây, Ngài đã xây thánh miếu và kỳ đài để thờ kính những anh hùng tử sĩ, kể cả những chiến sĩ vô danh và những đồng bào bị thảm tử tại Biển Đông đều được khói nhang ấm áp. Ngài lập căn cứ tại sa mạc này cũng để huấn luyện thế hệ kế tiếp chuẩn bị trong công cuộc
lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Đồng thời với thời gian này đã sáng tác ra rất nhiều vần thơ giá trị, trong đó có bài Tụ Nghĩa Đường. Ngài đã thủ bút vào năm 1991, ta trở về đây, tuệ ngát hương, đồng khô hồ cạn luyện tâm thượng, nắng sương thử thách anh hùng chí, gió cát thi ga tụ nghĩa đường, gốc mục cành khô gom tám hướng, chồi non lá thấm trổ muôn phương, đợi chờ quốc vận cờ đào phất, ngũ sắc đưa rồng hội cố hương. Kho tàng của Tổng thống cho ta đáng học hỏi. Từ trong sa mạc này, Ngài đã tu luyện tăng lên cho mình một trình độ và tài thao lược có thể nói là cao siêu hơn Tôn Võ Tử và Khổng Minh. Và cũng chính nơi này là nơi tụ linh những anh hùng nghĩa khí mà Tổng thống Đào Minh Quân của chúng ta là một người hữu thần, luôn luôn tôn kính ơn trên. Cảm ơn Thượng Đế đã cho Ngài khai mở thời Thượng Nguồn Thánh Đức để cho Việt Nam không mất trong tay Tàu Cộng và các thế hệ con cháu Việt Nam về sau không bị mất gốc. Ngài là một bậc đại nhân, đại trí và đại dũng. Chúng tôi sẽ mãi luôn cùng Ngài tiếp tục công cuộc triệt hạ cho bằng được Cộng sản tại Việt Nam và luôn học hỏi theo tiểu sử của Ngài với hồng ân sinh học trọn tâm sâu, nguyện gìn để dạy đời con cháu mãi mãi lưu truyền đến ngàn sao. Rô Bụi xin chấm dứt. Xin cảm ơn Tổng thống, quý tướng lãnh và quý đại biểu đã lắng nghe. Xin cảm ơn. Tôi cảm ơn A142. Người kế tiếp tôi xin mời A122 phát biểu tiểu sử của Tổng thống. Dạ, A122 trọng kính chào Tổng thống, kính chào Bộ Tư lệnh Quân Chiến lược Toàn quốc, kính chào quý giới chức đồng nhiệm. A122 xin mạn phép trình một cái bài viết mà và cái cảm tưởng của mình về về sự thông minh xuất chúng của Tổng thống Đào Minh Quân và tại sao và cái quá trình mà đầu tiên A122 đã làm sao mà biết được chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và Tổng thống Đào Minh Quân. Thì ở tuổi ngũ tuần A122 mới biết thế nào là tình yêu đất nước, thật sự là hơi muộn, nhưng vẫn còn hơn là không biết gì về hiện tình đất nước, không biết quan tâm về cuộc sống và hiện tình của tổ quốc dân tộc như một số người Việt Nam tị nạn cộng sản tại hải ngoại hiện nay. Có lẽ họ đã quên vì sao họ phải trốn chạy cộng sản, hoặc họ chỉ muốn yên thân để được hưởng thụ một cuộc sống đầy đủ tại hải ngoại và họ không quan tâm cộng sản có đàn áp, có cướp bóc người dân Việt Nam như thế nào. Họ cũng không quan tâm Việt Nam có bị sáp nhập thành một tỉnh lỵ của Tàu hay không, hoặc vì họ sợ cộng sản làm khó dễ khi họ trở về Việt Nam chơi, thăm gia đình và có lẽ là muôn vàn lý do khác nữa. A122 trăn trở cho vận mạng của đất nước, nhưng làm sao cứu nước, đi biểu tình đòi nhân quyền cho Việt Nam, không thể giải thể cộng sản, tổ chức văn nghệ từ thiện, dân Việt Nam cũng không hết khổ và tôi chờ đợi một bước tiến mới khả dụng hơn ở các tổ chức hội đoàn chống cộng sản tại hải ngoại, nhưng vẫn chưa tìm ra. Một ngày của định mệnh đã đến, tôi đã nhìn thấy một video của một cô bé tên Tina Đào đang đọc diễn văn trên đài của một sự kiện tại Ukraine, một trong những nước đã bị Liên Xô chiếm làm thuộc địa, và nay họ vui mừng mời các nước lân cận và những chính khách đến để cùng chia sẻ nỗi sung sướng. Họ đã được tự do, tự trị, khối cộng sản Đông Âu đã sụp đổ. Và thế là cô bé Tina Đào thay cho cha là Thủ tướng Đào Minh Quân đọc bài diễn văn trước sự chứng kiến của tất cả đông đảo người dân Ukraine và nhiều quốc gia khác cùng tham dự. Giọng cô bé thật trong trẻo, dõng dạc, hùng hồn làm sao tôi nghe mà vui mừng đến rơi lệ. Tôi tiếp tục tìm hiểu về tiểu sử của ngài Tổng thống Đào Minh Quân. Tuy tôi chỉ mới biết tên của ngài thôi, nhưng một chi tiết làm tôi chợt nhớ, ở thời điểm cuối thập niên 80 khi tôi còn rất trẻ và đang ở trong quốc nội, tôi đã nghe người ta bàn tán xôn xao là ở Mỹ có một người Việt Nam rất thành đạt do ông tài trí hơn người. Nên ông đã trở thành một người Việt Nam đầu tiên làm triệu phú tại Mỹ. Ông ta đã mua vùng đất tại sa mạc rộng lớn. Thời đó thì họ nói ông mua vùng sa mạc đó có thể để mở rộng khu dân cư và thành lập phố cho người Việt tị nạn. Tôi nghe mà lòng thật rộn rã vui mừng, ta chút hãnh diện. Vì tôi nghĩ thì ra người Việt tị nạn cộng sản tại Mỹ họ tài giỏi quá, vậy sao? Vậy mới thấy những người ở thể chế Việt Nam Cộng Hòa, những người biết rõ bản chất của cộng sản nên họ rời bỏ xóm làng, bà con để vượt biên biển. Dù biết ra đi là không hẹn ngày về, dù biết ra đi là phải chịu muôn vàn gian khổ. Sau này khi tôi tìm hiểu thì mới biết rõ nguyên nhân vì sao Thủ tướng Đào Minh Quân mua khu đất này. Thì ra nguyên nhân
là để vào sa mạc tu tâm dưỡng tánh, bỏ lại sau lưng tất cả tiền tài, danh vọng và tuổi thanh xuân, để đến vùng đất thật xa xôi nhưng yên tĩnh, cố thiền định để tìm ra một con đường giúp dân cứu nước, diệt trừ tà quyền cộng sản tại Việt Nam mà không cần tiến hành một cuộc chiến gây tan tóc cho đồng bào Việt Nam thân yêu của ông ta, Thủ tướng Đào Minh Quân, hiện nay là Tổng thống Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, đã dấn thân vào sa mạc, cũng mong tìm kiếm những nhà ái quốc có lòng kiên trì, nhẫn nại, thật tâm hy sinh vì Tổ quốc Việt Nam, sẽ cùng đến sa mạc thành lập nơi huấn luyện, nghe Tổng thống thuyết giảng để trở thành những hạt giống tốt, căn bản, chính là những hậu duệ. Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa là những người sẽ có đủ tâm và đủ tầm vóc làm những cuộc đổi đời lấy lại quê hương đã mất vào tay của bọn cộng sản cướp nước. Đặt tên cho vùng đất là sa mạc là tụ nghĩa đường tại sa mạc Adelanto, tụ nghĩa đường nơi sẽ hội tụ tất cả những anh thư tuấn kiệt chuẩn bị cho công cuộc cứu nước chính tay Tổng thống Đào Minh Quân, lúc còn là Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, và các vị anh hùng thời đại theo phò tá ngài, đã cùng đồng cam cộng khổ chở từng viên gạch từ thành phố xa xôi đến tụ nghĩa đường để xây bia thờ kính ngũ vị thần tướng Việt Nam Cộng Hòa đã tổng tiết vào ngày 30 tháng 4 1975. Tôi xin kể tên ngũ vị thần tướng tuần tự. Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam sinh ngày 23 tháng 9 năm 1927 tại Đà Nẵng. Thiếu tướng Phạm Văn Phú, ông sinh ngày 16 tháng 10 1928 tại Đông Hà, miền Bắc Việt Nam. Chuẩn tướng Lê Nguyên Vĩ, ông sinh ngày 22 tháng 8 1933 tại Sơn Tây. Chuẩn tướng Lê Văn Hưng, sinh ngày 27 tháng 3 1933 môn, và chuẩn tướng Trần Văn Hai, ông sinh tháng Giêng năm 1925 tại Gò Công. Ngũ vị thần tướng đã xong trình nhà nội và hiện nay đã được Tổng thống Đào Minh Quân long trọng vinh thăng, thì một cấp tổng thống đã khẳng định ngài là chúa đất theo luật landlord của Hoa Kỳ để hội đủ điều kiện thành lập Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Vì khi được Chính phủ Hoa Kỳ tra hỏi về những điều kiện cần đủ để thành lập một chính phủ lâm thời tại Mỹ, phải gồm có 3 yếu tố là dân, lãnh thổ và hiến pháp, thì tổng thống đã trả lời rằng: thứ nhất, dân của tôi là tất cả những người dân Việt bị cộng sản cướp nước đang lưu vong tị nạn trên khắp thế giới. Thứ hai, lãnh thổ của tôi là 40 mẫu đất sa mạc Adelanto, vì tôi là chúa đất landlord. Đó là cái luật mà chúa đất dịch ra là landlord, do ông làm chủ. Đó là lãnh thổ của tôi, ngài trả lời. Thứ ba, còn hiến pháp của chính phủ lâm thời là gì? Ngài tổng thống lúc đó trả lời: hiến pháp của chúng tôi là không làm khổ dân. Câu trả lời hiến pháp chỉ có 4 chữ ngắn nhất thế giới này đã khiến cho người Mỹ vô cùng ngạc nhiên và khâm phục trước một hiến pháp vô cùng lạ lẫm từ trước đến nay chưa từng có. Và nó cũng là một hiến pháp đầy nhân bản và vô cùng ý nghĩa của một chính phủ lâm thời vừa mới thành tựu. Hiến pháp do Tổng thống Đào Minh Quân tuyên bố lúc đó đã trở thành một văn bản hiến pháp ngắn nhất trong lịch sử nhân loại. Tôi vô cùng phấn khởi vì biết đây chính là nơi tôi phải dừng lại để xây lại niềm tin phục hưng Tổ quốc Việt Nam, giúp dân cứu nước. Tại sao tôi có thể khẳng định nhanh chóng và quyết liệt như vậy, trong khi tôi chỉ là một phụ nữ không biết đến thế nào là làm chính trị và cũng không biết đến hận thù, không có khả năng sử dụng vũ khí. Vậy điều gì khiến tôi quyết định như thế? Vì đường lối đấu tranh của ngài Tổng thống Đào Minh Quân, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, quá rõ ràng và thật dễ hiểu. Chủ trương và đường lối của Tổng thống Đào Minh Quân đã đưa ra từ trước đến nay chưa bao giờ thay đổi: lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, và Việt cộng bỏ cộng còn Việt, Việt không giết Việt, vô cùng nhân đạo, không gây ra thù hận và giữ gìn nguyên khí quốc gia được bảo tồn để cùng nhau dẹp giặc ngoại xâm là Trung Cộng thâm hiểm. Không chỉ riêng những người ở thể chế Việt Nam Cộng Hòa có lòng yêu nước, mà tất cả ai là người Việt Nam có lòng yêu nước đều phải chung tay góp sức để diệt kẻ thù chung của dân tộc là bọn bành trướng Trung Cộng. Ngoài ra, ngày 18 tháng 6 vừa qua, chúng tôi là những phụ nữ Việt Nam trên toàn thế giới đã vinh dự được ngài Tổng thống thành lập ra một bang và danh dự cao quý được gọi là Phụ nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Toàn Cầu. Từ nay, chúng tôi đã có một cơ hội và có một hội Phụ nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Toàn Cầu. Xin muôn vàn cảm tạ ngài Tổng thống và xin nhận nơi tôi lòng biết ơn sâu sắc nhất vì những gì ngài đã nghĩ ra và đang thực hành trong công cuộc giải thể tà quyền cộng sản. Ngài đã suy nghĩ và tìm ra cách và phương thức tốt nhất cho những người phụ nữ chúng tôi không cần phải xông pha trận mạc, gom giáo túc trần và bàn tay đẫm máu như hai bà Trưng khởi binh dẹp giặc Tàu xâm lăng khi xưa. Ngài còn nghĩ ra kế sách vẹn toàn, nhanh gọn và an toàn nhất cho toàn dân tộc Việt Nam để diệt trừ tà quyền cộng sản Việt Nam, đó là chiến lược trưng cầu dân ý, tạo điều kiện cho toàn dân tham chính, trong đó có phụ nữ ở mọi tầng lớp, mọi hoàn cảnh,
và mọi trình độ. Tôi xin kết thúc bài thuyết trình của mình và một lần nữa xin cảm tạ Ngài Tổng thống Đào Minh Quân, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý đại biểu, thành viên, đồng nhiệm đã lắng nghe. A122 xin tạm dừng nơi đây. Xin cảm ơn. Cảm ơn A122. Kính thưa Tổng thống, kính thưa Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, người kế tiếp tôi xin mời là A164, thuyết trình về tiểu sử của Tổng thống. Xin mời A164. Trân trọng kính chào Ngài Tổng thống, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý đại biểu, quý vị tướng lãnh và quý đồng nghiệp. Hôm nay cũng thật là bất ngờ và một vinh dự mà tôi xin được nhận định tổng quát thôi. Tại vì vấn đề tiểu sử của Tổng thống thì nhiều đại biểu và đồng nghiệp cũng đã nói rất là kỹ lưỡng, thì tôi xin mạn phép để có sự nhận định về Ngài. Xin lỗi là có nghe rõ không ạ? Dạ nghe, cảm ơn. Thế nói về đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam hiện nay đó, là chúng ta thấy là đã và đang đón nhận một vị anh hùng, nói là lỗi lạc, tài đức song toàn. Mà hàng bao thế kỷ qua thì chưa có một ai sánh được, đó là Ngài Tổng thống Đào Minh Quân, người đã thành lập Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời để Tam Việt Nam Cộng Hòa với một cái mục đích duy nhất là giải thể tà quyền Cộng sản Việt Nam, đánh đuổi Tàu Cộng ra khỏi cái đất nước của chúng ta, lấy lại đất tổ không làm khổ dân, lập nên một chế độ tự do dân chủ. Và chủ trương hàng đầu của Ngài là chăm sóc dân như con, đối xử người dân như cha mẹ. Ngài được sinh ra trong một gia đình lễ giáo và đã ảnh hưởng bởi sự giáo dục đạo đức của cha mẹ, và chắc chắn Ngài đã thấm nhuần và thể hiện tính chất đấy bằng những cái việc làm sau này của Ngài. Thì chúng ta thấy thuở nhỏ đó, Ngài cũng đã tỏ ra là một người có khí phách can đảm, không có hề run sợ trước những người lạ. Ngài đã luôn quan tâm đến các bạn bè xung quanh mình mà không có nghĩ đến bản thân mình. Rồi năm tháng lớn dần lên, đầy sự khôn ngoan, Ngài gia nhập quân ngũ và Ngài cũng không có ỷ lại cái địa vị của cha mình lúc đó để mà được vào một cái nơi nhẹ nhàng êm ái. Ngài nhận những cái công việc nguy hiểm, xông pha vào những cái hang ổ của địch, đi không tiếng về không lời. Có lần đó là kẻ địch hại Ngài nhưng mà Ngài lại tha thứ. Rồi Cộng sản nó cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam, bắt Ngài đi tù, nhưng sau đó Ngài đã vượt ngục, rồi dẫn dắt cả mấy trăm người dân vượt biển để mà đi tìm tự do. Và khi mà sang được đến cái đất tự do Hoa Kỳ á, Ngài lúc bây giờ phải nói xem cái thời giờ quý hơn vàng bạc, Ngài đã lao vào học tập với một cái trí óc tuyệt mỹ thông minh mà trời đã đặc ân cho Ngài đó. Ngài tiếp thu với một tốc độ gấp 4 đến 5 lần người thường và Ngài đã thành công rất sớm. Và lúc đó đó, Ngài cũng đã giúp đỡ rất là nhiều người dân Việt Nam đang ở trong các trại tị nạn ở Đông Nam Á. Thì lẽ bình thường ai trong chúng ta khi mà có một cái công việc ổn định, một cái gia đình hạnh phúc nơi xứ người thì chắc chắn chẳng ai còn nghĩ tới đất nước và con người Việt Nam họ đang sống làm sao ở dưới cái chế độ Cộng sản cả. Thế nhưng mà Ngài Tổng thống Đào Minh Quân thì không thuộc trong số những con người bình thường ấy. Ngài có một cái sự quan tâm và lo nghĩ đặc biệt cho đất nước và con dân Việt Nam. Thì trong Ngài đã ấp ủ và suy nghĩ ra được những chiến lược để mà lấy lại đất tổ, không làm khổ dân ngay từ cái lúc mà Cộng sản nó cưỡng chiếm miền Nam. Vì vậy mà ở Hoa Kỳ, Ngài đã tham gia Đảng Tân Dân Chủ để mà tìm cách khôi phục lại cái chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Và mình thấy là chiến thắng lớn nhất của Ngài cùng với một số nhà trí thức đã lột được cái mặt nạ của Hồ Chí Minh là cha già dân tộc của cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Nó là một cái tên điệp viên Hán gian mà do cái Tàu Cộng nó cài ở Việt Nam để mà sau này là biến Việt Nam trở thành một tỉnh lỵ của Tàu Cộng. Thì lúc đó Đảng Tân Dân Chủ nhận thấy Ngài Tổng thống Đào Minh Quân là một người đức độ, tài năng, thông minh, giỏi về thơ, về văn, về nhạc và có những cái kế sách để giải thể Cộng sản Việt Nam, nên đã được ba thế hệ là lão niên, trung niên và thanh niên bầu Ngài làm thủ tướng lúc bây giờ. Và Ngài đã lập nên một Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời để Tam Việt Nam Cộng Hòa để mà chính danh làm việc với Hoa Kỳ, các nước châu Âu, để mà tỏ cái thiện chí của một Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Ngài đã từng công du đến các nước châu Âu, thì thậm chí Ngài đã để con gái của Ngài đại diện cho dân tộc Việt Nam là lên một diễn đàn và phát biểu ở trên một cái nước Đông Âu lúc bây giờ nó vừa mới thoát khỏi cái
cái chế độ cộng sản. Chúng ta cũng nên biết rằng vào cái thời điểm đó, đó tại Hoa Kỳ thì có rất là nhiều nhân sĩ người Việt là người ta đã có cái tiếng tăm trước đó tại Việt Nam, đã được đề cử vào chức vụ thủ tướng lâm thời, nhưng không ai dám nhận vì họ nhận thấy rằng cái trọng trách nó quá to lớn, họ không có cái khả năng để mà nghĩ ra được những cái kế sách và chiến lược lâu dài, và họ đành phải chấp nhận an phận. Nhưng chúng ta thấy ngài tổng thống Đào Minh Quân thì không như vậy. Khi thấy mọi người quá nhiệt tình đến nhà mời ngài để ra để mà gánh vác việc cứu nước thì ngài đã đón nhận, dù rằng trước đó ngài đã từng từ chối mấy lần, và chắc chắn rằng lần này ngài nhận trọng nhiệm là ngài đã đặt đất nước và con người dân tộc Việt Nam lên trên hết. Vì khi mà ngài nhận thì buộc ngài phải bỏ những cái công việc mà đang thành công và việc chăm lo cho gia đình không thể chu toàn được. Có một điều mà tổng thống Đào Minh Quân yên tâm lo việc nước, đó là nhờ có phu nhân của ngài, một người phụ nữ rất tuyệt vời, luôn đồng cam cộng khổ với ngài từ lúc hai người kết hôn. Đấy, phu nhân đã hy sinh rất nhiều để mà lo cho gia đình, và nó là rất rất tuyệt vời. Và sau khi mà thành lập chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để Tam Việt Nam Cộng Hòa hợp pháp chính danh, ngài chính thức song hành cùng với Hoa Kỳ khi mà ngài đã nhận được những cái công hàm của Tổng thống Hoa Kỳ các cái đời trước, và được tham dự những sự kiện đặc biệt có những cái điều mà bí mật, đây là nói là bí mật, giữa Tổng thống Đào Minh Quân với các đời Tổng thống và những chính khách của Hoa Kỳ đã hội thảo bàn bạc các kế sách chiến lược lâu dài để lấy lại đất nước Việt Nam mà không tốn một viên đạn, để mà nghiên cứu một chiến lược lâu dài tóm gọn hết cái bọn đầu sỏ cộng sản. Ngài đã bỏ tiền ra mua lại một cái mảnh đất ở sa mạc, xây dựng một cái tụ nghĩa đường để thờ năm vị tướng mà đã quên mình hy sinh cho dân tộc Việt Nam. Ngài đã vào đó để mà ẩn nhật tìm ra những kế sách tối ưu, và kế sách đó là dùng công pháp quốc tế bằng hai cái hiệp định Geneva 54 và hiệp định hòa bình Paris 573 đóng băng cái tài sản của 19 tên đầu sỏ cộng sản là 617 tỷ, và kiện tàu cộng mà nó đã cài gián điệp Hồ Chí Minh gây chiến tranh hai miền Nam Bắc. Cái số tiền hiện nay mà tàu cộng phải bồi thường cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để Tam Việt Nam Cộng Hòa là 38.000 tỷ đô la. Ngài tổng thống Đào Minh Quân hiểu được rằng Hoa Kỳ luôn luôn là họ đưa cái lợi ích về cho nước của họ, nên những cái lần mà hội thảo bàn bạc với chính phủ Hoa Kỳ, ngài đã hứa với Hoa Kỳ là cắt cái số tiền mà kiện tàu cộng 38.000 tỷ đó, đưa cho Hoa Kỳ 22.000 tỷ để Hoa Kỳ trừ cái số nợ mà Hoa Kỳ nợ tàu cộng, cùng với ưu tiên cho chính phủ Hoa Kỳ họ được toàn quyền khai thác cái mỏ dầu lớn của Việt Nam, khi mà Hoa Kỳ hỗ trợ cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để Tam Việt Nam Cộng Hòa dùng công pháp để mà lấy lại đất nước Việt Nam. Thật là tuyệt vời, ngài tổng thống Đào Minh Quân rất siêu đẳng trong việc lấy lại đất nước Việt Nam. Hầu như cả mấy trăm năm nay dân tộc Việt Nam chưa có một vị anh hùng nào mà lỗi lạc xuất chúng như vậy. Ngài đã dùng nhu để mà thắng cương, dùng tâm và đạo đức để thắng cường bạo, dùng yêu thương để mà cảm phục dân tộc Việt Nam, chiến thắng cái gian tà. Trong cái chiến lược của ngài tổng thống Đào Minh Quân, nó có một cái kế sách mà hiện nay trên thế giới chưa có một quốc gia nào họ thực hiện được, đó là trưng cầu dân ý qua cái hệ thống điện toán, vừa bí mật vừa nhanh chóng và chính xác. Ngài đã tương kế tự kế theo cái luật trưng cầu dân ý mà có trong hiến pháp của cộng sản Việt Nam, khi mà họ bị quốc tế đòi hỏi phải có luật này thì mới cho tham gia vào Liên Hợp Quốc. Và như vậy, với sự yêu cầu của Liên Hiệp Quốc, yêu cầu ngài tổng thống Đào Minh Quân có khoảng số phiếu phải từ 5 triệu trở lên, tín nhiệm ngài Đào Minh Quân là tổng thống đời Tam Việt Nam Cộng Hòa, thì Liên Hiệp Quốc và các nước Liên Hiệp Châu cùng với Hoa Kỳ chắc chắn sẽ đưa chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đời Tam Việt Nam Cộng Hòa do ngài tổng thống Đào Minh Quân lãnh trọng nhiệm về Việt Nam để lập nên một chế độ tự do dân chủ, xóa sổ chủ nghĩa cộng sản Việt Nam. Không phải tự nhiên mà Liên Hiệp Quốc người ta kết hợp với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để Tam Việt Nam Cộng Hòa xây dựng nhà cửa cho dân nghèo, tạo công ăn việc làm cho người thất nghiệp và tái thiết lại hạ tầng cơ sở tại Việt Nam. Đó là nhờ vào mưu trí tài ba, lòng hy sinh, lòng can đảm và yêu thương dân tộc Việt Nam vô bờ bến của ngài tổng thống Đào Minh Quân. Vì vậy đó, chúng ta phải cùng đồng lòng trung thành cộng tác hết sức mình với ngài tổng thống Đào Minh Quân, lấy lại đất tổ không làm khổ dân, làm rạng danh đất nước Việt Nam với bạn bè trên thế giới. Đây là những cái điều mà coi như là chúng ta đã thấy thực, chứ không phải là cái chuyện viển vông, chuyện mơ tưởng, mơ ảo. Và những cái lời nhận định của tôi thì chắc chắn là còn thiếu sót nhiều lắm. Cũng mong ngài tổng thống, bộ tư lệnh chiến lược toàn quốc, quý tướng lãnh, quý đại biểu và quý đồng nhiệm cũng rộng thứ. Và tôi rất cảm ơn thì đã lắng nghe, thì tôi cũng xin hết ạ. Rồi, cảm ơn A164. Kính thưa Tổng thống, kính thưa Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, người kế tiếp tôi xin mời là A143.
phát biểu tổng này là tiểu của tổng thống. Xin mời A143. A143 xin kính chào tổng thống, kính chào bộ tư lệnh toàn quốc, quý tướng lãnh, quý đại biểu và quý đồng nhiệm. Hôm nay A143 xin chia sẻ một bài viết mà A143 viết trước khi đến dự lễ kỷ niệm ngày quân lịch Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6 tại tù Nghĩa Đường, thì đến hôm nay có dịp chia sẻ. Bài viết này thì là một phần của tiểu sử của Tổng thống, nói về trách nhiệm của Tổng thống đối với quốc gia, dân tộc và sự thông thái của ngài. Và cái khi mà viết bài viết này thì A143 có mong muốn là những chú bác cựu quân nhân trong quân đội Việt, trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa có một sự có thể được nghe hoặc là đọc thấy bài viết này để có thể quay lại giúp cho một lá phiếu trên cầu dân ý, coi như là để hoàn thành cái trách nhiệm của các chú bác. Vì A143 có làm việc cộng đồng cũng được 5 năm ở Mỹ, thì cũng có tương tác với các chú các bác trong hội cựu quân nhân, thì A143 khi mà tìm gặp được chính phủ và tổng thống thì cũng hiểu được cái sự suy nghĩ của chú bác, những vị chú bác cựu quân nhân, và A143 cũng không quyết định nó không làm việc cộng đồng từ khi mà biết sự suy nghĩ của những vị chú bác trong trong những hội đoàn. Thì có thể khỏi nói ra đây thì quý vị cũng hiểu cái sự suy nghĩ của những chú bác đó như thế nào. Và A143 đã quyết định rồi, không có làm thiện nguyện ở cộng đồng nữa và bỏ tâm trí cái thời gian để giúp chính phủ, vì mình đã nhận ra rất là rõ cái phao cho cả dân tộc. Ngày xưa thì khi A143 đi vượt biên thì mình mong muốn mình gặp cái phao để mà mình cứu bản thân mình và cũng như là cứu cái tàu vượt biên. Nhưng mà khi mà gặp được tổng thống và chính phủ thì A143 đã thấy là mình đã tìm được một cái phao. Phao này rất là vĩ đại và nó có thể cứu giúp cả dân tộc Việt Nam chúng ta. Cho nên A143 cố gắng sẽ bỏ hết những cái gì mình có thể để luôn theo để mà giúp tổng thống và chính phủ. Thì hôm nay A143 xin đọc lại cái đoạn một bài văn mà mình đã viết. Tựa đề là Tổng thống Đào Minh Quân luôn đặt tổ quốc, danh dự, trách nhiệm bên mình trong suốt 44 năm qua. Còn vài ngày nữa là đến lễ kỷ niệm ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6 năm 2019. Cũng như 4 lần trước, tôi rất náo nức chuẩn bị trở lại tụ nghĩa đường tại sa mạc Adelanto, tiểu bang California, Mỹ, để diện kiến Tổng thống Đào Minh Quân, để gặp lại các quý tướng lãnh, đại biểu, đồng nhiệm thân tình, cũng như trở lại nơi mà tôi càng ngày càng cảm nhận được một sự gắn bó thật thiêng liêng với bản thân. Sau nhiều lần nghe Tổng thống thuyết giảng, sau nhiều lần được trò chuyện với những chú bác đã cùng nếm mật nằm gai với Tổng thống trong những ngày đầu sơ khai xây dựng tù nghĩa đường, và nhất là sau khi nghe thêm nhiều mẫu chuyện rất tinh tế về cuộc đời của Tổng thống từ nữ sĩ Tuệ Lan, người đã đặt trọn tâm huyết, lòng yêu nước thiết tha cống hiến cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời trong một thời gian rất dài. Đối với tôi, Tổng thống Đào Minh Quân là một sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa chưa bao giờ giải ngũ, mà ông vẫn đang chiến đấu cả ngày lẫn đêm dưới những thế trận khác nhau, dưới những chiến trường đa dạng đến nỗi khó nhìn thấy ai là bạn, ai là thù trong suốt 44 năm nay. Cho dù quân lực Việt Nam Cộng Hòa như đã tạm tan binh từ sau ngày 30 tháng 4 1975, đối với tôi, Tổng thống Đào Minh Quân vẫn đang là vị đặc trách chỉ huy đơn vị đặc nhiệm Hắc Hổ, Black Tiger. Nhưng lần này ông không phải chỉ huy 53 chiến sĩ, mà ông đang chỉ huy những chiến sĩ hữu hình và vô hình, kể cả gần 5 triệu chiến sĩ tiên phong, để giải cứu cả 100 triệu đồng bào Việt Nam. Tiểu đoàn 122 đồn trú tại Quảng Trị
vùng địa đầu giới tuyến ngày xưa, nay đã trở thành chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, hiện đang đồn trú tại sa mạc của nước sở tại đồng minh Hoa Kỳ, là một đế chế bậc nhất của thế giới. Và lần này, ông không còn là trung úy Đào Minh Quân truy lùng những tên đầu sỏ Cộng sản, mà người duy nhất đã đánh sập toàn bộ Đảng Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Tàu là Tổng thống của nền Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, Đào Minh Quân. Đối với tôi, Tổng thống Đào Minh Quân vẫn như đang trên con đường chiến trận như thuở nào. Ông đã ra đi không tiếng và rồi ông sẽ trở về không lời dưới một chính lược vô hình, dưới một cách hành binh bố trận không dùng quân sự, binh đao, vũ khí, mà thay vào đó ông dùng một trí tuệ thật tinh nhuệ phi thường của chính mình, từng bước một đem luật pháp để trực diện khơi binh với kẻ thù. Ông đã hủy diệt hình tượng giả cá của tên tàu cộng gián điệp Hồ Chí Minh tại UNESCO năm 1989, tạo ra cái mốc chính cho việc triệt tiêu hoàn toàn chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Tàu. Song song vào đó, ông đã tự dấn binh như áp dụng chính sách vườn không nhà trống, ẩn mình ở tụ nghĩa đường trong 20 năm, dụ bọn đầu sỏ Cộng sản Việt Nam mang của cải cướp của dân Việt Nam sang những nước đồng minh, để rồi từ đó tóm gọn chúng vào chuồng. Và cuối cùng, ông đưa ra thế tấn binh khiến Cộng sản Việt Nam không thể dãy dụa được khi đã bị ông nắm chặt trong tay những mật mã vàng để bạch hóa mối hiểm họa đất nước mất nước cận kề vào tay Tàu Cộng. Mật mã vàng của ông chính là tạo ra sức mạnh kinh thiên động địa cho từng cá thể người dân Việt Nam đang bị Cộng sản trù dập. Mật mã vàng của ông là sức mạnh của lá phiếu trưng cầu dân ý mà hiện nay chỉ có ông, Tổng thống Đào Minh Quân của nền Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, là người duy nhất có được số phiếu trưng cầu dân ý cao nhất trên toàn cõi Việt Nam và cộng đồng người Việt trên toàn thế giới. Cho nên, ông sẽ là người duy nhất có thể đem thể chế Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa trở lại tái thiết, phục hồi toàn vẹn và đuổi hoàn toàn bọn Tàu Cộng ra khỏi đất nước Việt Nam. Và đối với tôi, Tổng thống Đào Minh Quân là người vô cùng thông thái, do ông biết đặt trọn tình thương yêu đất nước dân tộc Việt Nam lên trên cả cuộc đời cá nhân của ông. Ông đã quyết định lãnh nhận vai trò thủ tướng dưới sự thỉnh cầu lần thứ ba trong phiên họp có ba thế hệ lão niên, trung niên, thanh niên phối hợp với phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ ngày 10 tháng 2 năm 1991, để sau đó ông được kính cẩn quỳ nhận quốc bảo với hai hàng lệ nóng vào giờ chính ngọ 12 giờ trưa trong ngày 16 tháng 2 năm 1991. Và cũng chính vì là người vô cùng thông thái nên ông mới can đảm rời bỏ con thơ, vợ hiền, tiền tài, thành tựu của một triệu phú ở thập niên 80 tại Mỹ, nơi mà lúc bấy giờ người Việt đạt được thành tựu như ông không đếm được trên đầu ngón tay, để nhận lấy trọng trách vô cùng nan giải mà lúc bấy giờ cả 27 vị quan chức nằm trong hàng ngũ cao cấp và trí thức nhất của đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa, dù đã được đề cử nhưng không ai có can đảm gánh lấy trách nhiệm, bởi tình hình chính trị ở Mỹ lúc bấy giờ rất rối ren, do Cộng sản Việt Nam tăng cường gửi nhiều cán bộ cao cấp đến Mỹ, cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt với chính phủ Mỹ, và trước sự vô tình và hậu thuẫn yếu ớt của người Việt tại Mỹ. Tình cảnh đó đã được thể hiện trong bài thơ Trơ Trọi đã được Tổng thống sáng tác một năm sau đó là năm 1992, trong những ngày đơn độc tại tụ nghĩa đường. Các mù sa mạc có ai đây, gần gũi đất trời, bạn với mây tả hữu, xa xôi lo chạy gạo, đệ huynh biền biệt bận đi cày, hai gian cô độc trơ hình núi, một cõi mênh mông trụi bóng cây, thề thốt khổ nguy cùng gánh vác, nguy thì không thấy, khổ thì quay. Dạ, A143 xin chấm dứt ạ. Dạ, xin trân trọng cảm ơn sự lắng nghe của Tổng thống, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý đại biểu, quý đồng nhiệm. Cảm ơn A143. Kính thưa Tổng thống, kính thưa Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, người kế tiếp tôi xin mời là A104. Xin cảm ơn Trung tướng Lâm Ái Huệ. Kính thưa Tổng thống, kính thưa Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý vị tướng lãnh, quý vị đại biểu, thành viên đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời thuộc Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Và đặc biệt hôm nay,
có những người khách lạ, khách mới, tôi cũng xin được kính chào. Nói đến tiểu sử của ngài Tổng thống Đào Mạnh Quân là một chuỗi dài, đoạn khúc trong tiểu sử của ngài đều là một huyền thoại đối với chúng tôi. Hôm nay tôi xin được nói đến đoạn khúc trong tiểu sử của ngài Tổng thống Đào Mạnh Quân, cũng như A1614 đã trình bày quá trình hoạt động của Tổng thống Đào Mạnh Quân, cũng dựa vào những cái đặc tính đặc biệt của ngài Tổng thống Đào Mạnh Quân lúc còn tuổi thơ. Kính thưa quý vị, tại sao chúng ta phải nói lên sự thật về tiểu sử của Tổng thống Đào Mạnh Quân mà có thể giúp chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời giải thể được tà quyền cộng sản và kể cả Tàu Cộng? Thưa quý vị, vì Tổng thống Đào Mạnh Quân dùng sự thông minh trí tuệ, trí huệ của ngài và dùng tâm linh, tư tưởng để đánh thẳng vào hồng tâm của bọn cộng sản gian tà ác độc, đó chính là Hồ Chí Minh. Mà Hồ Chí Minh là một tên gián điệp do Tàu Cộng đưa vào Việt Nam nhằm mục đích thực hiện những âm mưu gian ác của chúng. Chúng luôn luôn xảo quyệt, dối trá, áp dụng tam vô, đó là vô gia đình, vô tổ quốc và vô đạo. Tổng thống Đào Mạnh Quân xuất thân từ một gia đình có nền văn hóa cổ truyền, cho nên giáo dục gia đình là nền căn bản cho hầu hết mọi gia đình người Việt Nam. Lúc bây giờ, ông bà ta có nói tiên học lễ, hậu học văn, có nghĩa là khi mới vừa bập bẹ tiếng mẹ đẻ là đã dạy dỗ cho chúng ta biết lễ nghĩa, biết kính trên, nhường dưới, lễ độ với mọi người. Thưa quý vị, bố của ngài Tổng thống Đào Mạnh Quân là ông Đào Thể, người dân trong làng còn gọi là ông Một, vì ông có một uy tín rất cao cấp nhất trong làng. Ông rất kỷ luật để dạy dỗ con cái, và ngài Đào Mạnh Quân đã được sự huấn thụ này khi còn nhỏ. Ngài đã kể cho chúng tôi nghe, mỗi khi ngài làm cái gì sai, thì bố của ngài bắt ngài phải nằm sắp xuống, úp mặt xuống, rồi bố ngài dùng cây roi mây. Thưa quý vị, roi mây tức là loại mây dây leo ở trong rừng, và khi người ta dùng cắt nó để làm những cái sợi dây cột thì rất là vững chắc, nhưng mà khi dùng cái sợi dây này để làm dây roi thì đánh rất là đau. Thưa quý vị, bố của ngài dùng roi này quất khẽ vào mông của ngài một cái, rồi quay roi này trên không mấy vòng, thì tiếng hú của vòng quay làm cho Tổng thống Đào Mạnh Quân chờ đợi giọt roi thứ hai. Nhưng ngài chờ hoài mà không thấy, ngài kiên nhẫn nằm chờ. Trong lúc kiên nhẫn nằm chờ thì ông nghĩ tại sao ông lại bị đánh đòn như vậy, và cuối cùng ông đã nhìn ra lỗi của mình. Từ đó ngài đã biết lỗi và tự sửa đổi để không còn tái phạm lần thứ hai. Tổng thống Đào Mạnh Quân đã biết nhận lỗi ngay từ lúc còn thơ, có phải không thưa quý vị? Đạo đức gia đình là căn bản đầu tiên. Khi lớn lên, Tổng thống Đào Mạnh Quân cũng đã được vào trường Thánh An Tôn để học hỏi về đạo giáo, biết yêu thương và giúp đỡ mọi người. Tổng thống Đào Mạnh Quân lúc còn nhỏ, ông sống bên ông nội thường xuyên hơn là bên bố, vì bố của ông là một sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa nên thuyên chuyển thường xuyên. Thỉnh thoảng ông muốn sang bên nhà ngoại, giữa nội và ngoại không hợp nhau. Tổng thống Đào Mạnh Quân cũng rất thông minh, ngay từ lúc bây giờ đã dùng trí tuệ của ngài để học hỏi những thâm nguyên thâm của cả đôi bên, và đặc biệt nhất là các môn võ, ông học hết những cái bí truyền của cả hai bên. Nói đến đây để quý vị hậu vệ và những thành viên trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời thấy một trong hoàn cảnh chiến tranh mà ngài Tổng thống Đào Mạnh Quân đã có một kiến thức khác biệt với những trẻ khác, vì đạo đức là căn bản của giáo dục gia đình. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Cộng sản Bắc Việt, tức tay sai của Tàu Cộng, dùng chính sách ngu để trị. Khi chúng cưỡng bách cưỡng chiến miền Nam thì chúng nhồi sọ trẻ bằng những tư tưởng bất nhân vô đạo của Đảng Cộng sản. Chúng dùng những thần tượng giả tạo Hồ Chí Minh để đưa vào đầu óc của trẻ em, cho nên chúng ta có những cái cảnh phản thầy, lừa bạn, bất hiếu với mẹ cha. Cộng sản Tàu gian manh độc ác hơn, đã lợi dụng đưa những cái chiêu, những tên chưa học lớp 3 trường làng để lên cầm đầu đất nước, dễ dàng cho chúng sai khiến. Chúng dùng củi đậu để nuôi đậu. Kính thưa quý vị, Tổng thống Đào Mạnh Quân rất hiếu học ngay từ tuổi còn thơ. Lúc bố ngài cư ngụ tại căn nhà số 1 đường Trịnh Minh Thế ở Đà Nẵng, ông Một, tức ông bố của ngài, là một vị sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên nhiều vị chỉ huy cao cấp thuộc quân đoàn 1 thường xuyên ghé thăm bố của ngài. Quý ông thường nói chuyện về chiến trường, ít khi để ý đến trẻ con. Trước lúc ngài Tổng thống Đào Mạnh Quân lắng nghe và học hỏi rất nhiều về quân đội. Có phải sự thông hiểu và học hỏi của ngài đã khác biệt hơn biết bao đứa trẻ khác, phải không thưa quý vị? Trong lúc những trẻ khác thì ham vui như chơi bắn cu ly, há các trò chơi khác,
như ông Lý Đông A là một thư ký trưởng của đảng Duy Dân có viết, giáo dục là khởi điểm, là kết thúc của chính trị, trong cái quyển Chu Tri Lục. Tổng thống Đào Mạnh Quân ngay từ thời nhỏ cũng đã dùng mưu trí để đánh một ván cờ tướng với một tên vô địch cờ tướng tại Đài Loan, đó là Lý Chí Hải. Bởi vì ông ngoại của Tổng thống Đào Mạnh Quân cũng là một người chơi cờ tướng rất là giỏi, nên ông có mời được Lý Chí Hải cùng chơi cờ tướng với ông. Nhưng khi vào cuộc thì ông khích tướng Lý Chí Hải bằng cách là để cho Tổng thống Đào Mạnh Quân lúc bây giờ còn rất trẻ đấu với Lý Chí Hải. Ngay Tổng thống Đào Mạnh Quân lúc bây giờ còn chọc tức tên vô địch bằng câu nói: "Tôi chấp ông, tôi chỉ đánh bằng một ngón tay", và cho ông đi trước. Thưa quý vị thấy mưu trí của ngài Tổng thống Đào Mạnh Quân không? Đánh cờ tướng thì đâu cần phải cầm cả bàn tay, chỉ cần một ngón tay đẩy con cờ đi là xong rồi. Còn đi trước là đã thua rồi. Quý vị có biết chơi bánh tù tì là đánh cái gì ra cái này không? Với sự nhanh trí, chỉ chậm 1/10 giây là người đi trước đã thua rồi. Vì sự tức giận của nhà vô địch cờ tướng, và ông ta nghĩ rằng sẽ thắng đứa trẻ Đào Mạnh Quân trong vòng 30 giây, ông xuất chiêu trước. Tổng thống Đào Mạnh Quân chơi chiêu, cái chiêu gọi là chí khí chốt cuộc, tức là bằng mọi cách để bảo vệ con chốt tức là con cờ chỉ đi một đất, đi ngang hoặc đi dọc mà thôi, miễn sao con chốt này đứng gần tướng bên kia là có thể trả. Và cuối cùng Tổng thống Đào Mạnh Quân đã kiên nhẫn từng bước chậm rãi để bảo vệ con chốt và đưa con chốt này để chiếu bí một vô địch cờ tướng Lý Chí Hải. Một đặc tính khác của Tổng thống Đào Mạnh Quân khi còn nhỏ là khi ông nhìn thấy một người Mỹ đưa lon coca cho một đứa trẻ mà ông ta mới vừa uống, thì câu chuyện này đã được kể ra vài ba lần, nhưng mà tôi muốn nhắc đây là Tổng thống Đào Mạnh Quân đã đến chặn lại và hất lon nước này, đồng thời chỉ thẳng vào cái kếp nước ngọt còn nguyên để ông Mỹ này lấy ra đưa cho em bé. Ở đây chúng ta thấy ngài Đào Mạnh Quân có một sự can đảm và một ý chí mạnh mẽ của ngài. Một lúc sau, em bé này dẫn thêm mấy đứa trẻ khác và bắt người Mỹ này phải đem hết mấy lon nước ngọt cho các em bé đó. Ở đây chúng ta thấy tình thương cần phải cho ra và được san sẻ. Ông Mỹ này chính là một nhà báo của cơ quan AP, tức là Associated Press, đó là ông Robert Osman, là cơ quan AP rất nổi tiếng trên thế giới. Ông nhận thấy Tổng thống Đào Mạnh Quân có một tánh tình vô cùng đặc biệt như vậy, nên ông chấp nhận để cho Tổng thống Đào Mạnh Quân cùng theo ông đi đến tận vùng Hỏa Tiến để săn lùng những tin tức và hình ảnh. Tại đây, Tổng thống Đào Mạnh Quân đã chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh đau thương của đồng bào sống trong vùng lửa đạn. Tình thương yêu đồng bào vô bờ bến kể từ khi ngài lúc ngài còn thơ. Kính thưa quý vị, Tổng thống Đào Mạnh Quân đã lớn lên trong thời chiến và đã chứng kiến không biết bao nhiêu đau thương, thảm khốc của người dân. Ngài rất yêu thương đồng bào và có nhiều lúc ngài còn yêu thương hơn chính bản thân của ngài. Và ngài cũng không hận thù Cộng sản đã mang lại chiến tranh gây tan tóc đổ vỡ cho đất nước Việt Nam. Hôm nay chúng tôi muốn nói lên những đặc tính vô cùng đặc biệt lúc còn trẻ của Tổng thống Đào Mạnh Quân. Tại sao chúng ta phải nói lên sự thật về tiểu sử của Tổng thống Đào Mạnh Quân mà có thể giải thể được tà quyền Cộng sản? Kính thưa quý vị, Tổng thống Đào Mạnh Quân dùng sự thông minh, trí huệ của ngài, dùng tâm linh và tư tưởng để đánh thẳng vào hồng tâm của Cộng sản gian tà ác độc, đó chính là Hồ Chí Minh. Mà Hồ Chí Minh là một tên gián điệp do Tàu Cộng đưa vào nhằm mục đích thực hiện những âm mưu gian ác của chúng. Tổng thống Đào Mạnh Quân cũng đã nhìn xa về tương lai của đất nước và dân tộc Việt Nam, nên chính ngài đã cùng một số nhà ái quốc lật mặt tên gián điệp hồ tặc này tại cơ quan văn hóa Liên Hợp Quốc vào năm 1990, khi bọn Cộng sản Việt Nam vinh danh Hồ Chí Minh là một danh nhân trên thế giới nhân ngày sinh nhật giả tạo của Hồ Chí Minh. Đây là một chiến thắng lớn trong chính sách và chiến lược của Tổng thống Đào Mạnh Quân, chính phủ quốc gia Việt Nam do ngài lãnh đạo. Bọn Cộng sản Việt Nam và Tàu Cộng rất sợ Tổng thống Đào Mạnh Quân vì ngài đã lật tẩy một lá bài, đó là Hồ Chí Minh. Trước năm 1975, hắn đã cầm đầu một đảng cướp và cũng là tay sai của Trung Cộng để xâm chiếm miền Nam Việt Nam. Chúng tôi cũng là những quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, phải hy sinh để bảo vệ quê hương và dân tộc. Hồ Chí Minh đã mang chủ thuyết Cộng sản để tàn phá dân tộc đất nước Việt Nam trên 44 năm tại miền Nam và trên 74 năm tại miền Bắc. Chính lá bài này đã bị lật tẩy và vạch ra cho cả thế giới biết sự gian manh ác độc
của Cộng sản Việt Nam mà chính là tay sai của Tàu Cộng. Tổng thống Đào Minh Quân cũng thừa thắng xông lên, con cờ kế tiếp mà Tổng thống xuất ra mà Cộng sản Việt Nam và Tàu Cộng không ngờ, đó là một loại vũ khí vô hình ký đập mặt Hồ Chí Minh, và sau đó kiện Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Tàu ra Tòa án Hình sự Quốc tế lên 38.000 tỷ. Tổng thống Đào Minh Quân đã dựa vào thế cờ để giải thể tàu quyền Cộng sản Việt Nam và Tàu Cộng mà không cần đến vũ khí, đạn dược, không gây ra sự chết chóc, đổ máu. Thế cờ thứ nhất là quốc tế, gồm 27 quốc gia, Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ đã và đang song hành với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Tổng thống Đào Minh Quân trên hơn 1/4 thế kỷ, và chỉ cần 5 triệu phiếu trưng cầu dân ý, họ sẽ đưa Tổng thống Đào Minh Quân và Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa về Việt Nam mà không cần vũ khí, đạn dược. Dĩ nhiên, Hoa Kỳ và đồng minh không thể kiên nhẫn như Tổng thống Đào Minh Quân vì sự tốn kém hàng triệu đô la trên Biển Đông mỗi ngày. Từ thế cờ thứ hai, đó là phiếu trưng cầu dân ý của người dân trong nước. Chúng tôi đã thuyết trình về cuộc trưng cầu dân ý. Đây là một chiến thuật rất tinh vi, vô hình mà ngài Tổng thống Đào Minh Quân đã nhìn xa, hiểu rộng, khiến bọn Cộng sản, ta quyền Cộng sản phải điên đầu, giống như rải đậu thành binh. Kính thưa quý vị, đây là một chiến thuật giống như là người nông dân đi gieo mạ khi họ rải một nắm hạt lúa lên trên đồng ruộng. Những hạt này chìm xuống nước, không thấy, nhưng vài tuần sau thì mạ mọc lên khắp ruộng. Mỗi lá phiếu trưng cầu dân ý là một viên đạn vô hình để dẹp tan tà quyền Cộng sản và Cộng sản Tàu. Trưng cầu dân ý cũng là một chiến lược cuối cùng để thay đổi chế độ tại Việt Nam. Và Tổng thống Đào Minh Quân đang áp dụng thủy thác công của Đức Trần Hưng Đạo. Mỗi một lá phiếu là một giọt nước tích tụ lâu ngày chảy thành dòng suối với một sức mạnh vô biên. Và Tổng thống Đào Minh Quân luôn luôn kiên nhẫn để có một ngày không xa ca khúc Hải Hoàng Ca. Số phiếu trưng cầu dân ý đã đạt gần 5 triệu để Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc đưa Tổng thống Đào Minh Quân về Việt Nam, và sau đó sẽ có một cuộc tổng tuyển cử để chọn người tài ba ra nối tiếp nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng con số trưng cầu dân ý này hầu hết là những người dân trong nước, vì không chịu được chế độ tà quyền Cộng sản tại Việt Nam, họ phải khó khăn và nguy hiểm để trưng cầu dân ý. Còn gần 4 triệu đồng bào tại hải ngoại thì sao? Có đoàn thể nào hay cộng đồng nào đứng ra để ủng hộ Tổng thống Đào Minh Quân? Chúng tôi xin phép Tổng thống và Bộ Tư lệnh Chiến lược toàn quốc để nói lên các vị sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đang sống tại hải ngoại cũng như chúng tôi. Khi xưa, quý vị từng là những anh dũng chiến đấu giữ gìn miền Nam, không để cho Cộng sản Bắc Việt chiếm, mà chính Cộng sản Bắc Việt là những tay sai của Tàu Cộng và do Hồ Chí Minh lãnh tụ lúc bấy giờ, là một tên cầm đầu lúc bấy giờ. Xin lỗi, chúng ta đã mang trên vai hai chữ tổ quốc, danh dự và trách nhiệm. Thì tại sao ngày hôm nay Tổng thống Đào Minh Quân đã đứng ra trên 40 năm để đấu tranh mà quý vị ở đâu không thấy tiếp tay vào để cùng giúp chung một cái công việc là cứu dân, cứu nước? Đó là trách nhiệm và bổn phận của những người quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và chúng ta chưa hề giải ngũ, ta vẫn còn là những người chiến đấu. Cộng sản Việt Nam đã hủy diệt môi trường sống, cầm tù các nhà ái quốc và triệt tiêu nhân tài, trong khi Tổng thống Đào Minh Quân luôn yêu thương đồng bào. Cho nên cuộc trưng cầu dân ý này để lấy lại đất nước, mang cho người dân có những dân quyền, tự do, dân chủ, an bình và hạnh phúc. Khi xưa, Tổng thống Đào Minh Quân đã đèo lái chiếc tàu VNKG-0602 vượt Trùng Dương với 524 người đến bên bờ tự do. Và ngày hôm nay, Tổng thống Đào Minh Quân đang lãnh tụ chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đưa chiếc xe lửa này về nước Việt Nam để trên 90 triệu đồng bào trong nước được tự do, no ấm, thanh bình, thịnh vượng. Và chiếc xe này là do những que tuổi trưng cầu dân ý và người dân đưa vào. Chúng ta là những người có trách nhiệm đối với tổ quốc, đối với dân tộc. Cuộc trưng cầu dân ý là một cái việc làm, và tôi đứng ra kêu gọi tất cả quý vị, những người quân lực Việt Nam Cộng Hòa đang ở tại hải ngoại, góp bàn tay để trưng cầu dân ý đưa đất nước về chỗ thanh bình thịnh vượng. Kính thưa quý vị, bài thuyết giảng về tiểu sử Tổng thống Đào Minh Quân đến đây tôi xin tạm ngưng. Trân trọng kính chào Tổng thống, Bộ Tư lệnh Chiến lược toàn quốc và tất cả quý vị tướng lãnh, quý vị đại biểu thành viên đã lắng nghe, xin trân trọng kính chào. Cảm ơn A103
Một lần nữa tôi xin cảm ơn tất cả quý đại biểu, quý đồng nhiệm, những người đã thuyết giảng tiểu sử của Tổng thống hôm nay. Quý vị đã chia sẻ rất là nhiều tiểu sử của Tổng thống, những chuyện mà có nhiều người ta khó tin mà có ai làm được, mà Tổng thống của chúng ta đã làm cho dân tộc Việt Nam và cho nước Việt Nam. Kính thưa Tổng thống và kính thưa Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, xin mời Tổng thống ban huấn từ cho chúng tôi. Cảm ơn tất cả các vị đã nói về cái cuộc đời của chúng tôi. Nhưng thật sự đó, nước Việt Nam chúng ta có rất nhiều anh thư hào kiệt nhé. Tới lúc mà chúng ta cho mọi người thấy được cái tấm lòng của chúng ta đối với quê hương đất nước, thì những vị anh thư hào kiệt cũng sẽ dấn thân cùng với chúng ta để giải thể cái chế độ tà quyền cộng sản tại Việt Nam. Hồi nãy có người hỏi cái câu hỏi về cái ngục Bastille đó. Đó là đúng như là đại tướng và đại tá có giải thích, là trong cái cuộc cách mạng Pháp đó, thì bây giờ đó, là kể từ ngày 11 tháng 7 năm 1789 đó, thì vua Louis thứ 16 của Pháp trục xuất cái vị thượng thư có đầu óc cải cách, đó là Jacques Necker, và tái cấu kết lại tất cả các cái bộ phận trong cái chính quyền do vua Louis thứ 16 lãnh đạo. Cái quyết định này đã khiến những người dân Paris nổi loạn. Họ nổi loạn cho nên khoảng một vài ngàn người đã tới chiếm cái ngục Bastille. Cái ngục Bastille đó là nơi giam giữ những nhà ái quốc. Và những người dân đã tự động chống lại các cái quân lính, nó gọi là ngự lâm quân của nhà vua. Sau nhiều giờ xung đột với nhau đó, thì bên phía cách mạng, tức là bên phía của người dân nổi dậy, đã chiếm được cái ngục Bastille. Cho nên các cái cựu binh của Pháp, lính Thụy Sĩ và ngự lâm quân của nhà vua đang tránh giữ cái ngục Bastille đó, không thể chống lại được cái sức nổi dậy của người dân nên phải đầu hàng. Cho nên cái ví dụ đập mặt Hồ Chí Minh đó, là người ta có ý ví dụ đó là muốn chống lại cái một cái chế độ độc tài như chế độ của vua Louis thứ 16 đó, thì dân chúng phải nổi dậy để phá cái ngục Bastille, phá cái ngục Bastille để giải cứu những người dân vô tội, những nhà ái quốc bị nhà vua nhốt ở trong cái ngục đó. Cũng như nếu mà chúng ta muốn tiêu diệt con ác quỷ Dracula đó, thì chúng ta sẽ dùng một cái mũi giống như là cái cọc nhọn, chúng ta đánh xuyên vào tim của cái con quỷ Dracula đó thì nó mới bị chết. Chứ nếu chúng ta dùng súng bắn hay kể cả việc chúng ta chặt đầu nó cũng không có chết. Cho nên ý của cái người viết cái đoạn văn đó, chúng tôi nghĩ rằng họ muốn so sánh cái việc ký đạp mặt Hồ Chí Minh nó nhẹ nhàng và nó dễ thực hiện, mà có thể triệt tiêu hoàn toàn cái chủ nghĩa, cái tà thuyết, cái chế độ vô thần cộng sản. Nó dễ dàng như vậy, nó không cần phải đổ máu như kiểu người dân nổi loạn, mà đập phá cái ngục Bastille nó chết rất là nhiều người. Cũng như cái hành động mà chúng ta ký đập mặt tình Việt Giang Hồ Chí Minh đó, chúng ta đánh đâm cái cọc hay xuyên tim, tức là đánh cái cọc nó đâm vào tim của con ác quỷ Dracula, thì con ác quỷ nó sẽ chết. Không biết là cái người đã hỏi cái câu hỏi đó có thỏa mãn chưa, có đồng ý chưa? Dạ, thưa Tổng thống, con hiểu ra. Dạ, con cảm ơn con rất nhiều. Chịu khó đọc như vậy mà hy vọng là tất cả mọi người đều chịu khó đọc các tài liệu của chính phủ gửi ra, như cô chẳng hạn đó, là trong chính phủ các vị tướng lãnh cũng như Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc đang ngồi nghe ở đây rất là vui mừng. Thì thấy rằng những cái gì mà các vị tướng lãnh, các cái vị thành viên, những vị đại biểu trong chính phủ đã cố gắng làm việc mà được cái người dân chúng ta để ý tới, chúng ta chú ý đến, thì cái điều đó là điều đáng mừng nha. Đặc biệt là những người phụ nữ mà còn chú ý tới chính trị, chú ý tới những câu văn, lời viết của chính phủ như vậy đó, thì mừng lắm cái cơ hội để mà chúng ta giải trừ cái chế độ cộng sản nó đang đến nha. Hiện nay dù cho cái tình hình Biển Đông rất là xáo trộn,
Nhưng mà chúng ta, Bộ Tư lệnh Toàn quốc và chúng tôi cũng như các vị tướng lãnh đang cố gắng làm việc ngày đêm để mà dàn xếp những cái việc mong ước là không có một cái cuộc chiến nào xảy ra. Tại hai bên rất là cương cường với nhau và chắc chắn là Mỹ, Hoa Kỳ và phe đồng minh không muốn mất Việt Nam vì các lợi ích về chiến lược và kinh tế cũng như là chính trị. Do đó hy vọng cái sự thúc ép của cái đơn kiện 38.000 tỷ đô la tại Tòa hình sự quốc tế sẽ phần nào để trấn áp được cái sự hung hăng của Tập Cận Bình và những tay hiếu chiến trong đảng bộ trung ương, bộ đầu não của bộ chính trị hay gọi là chính trị bộ của Trung ương Đảng Cộng sản Tàu Cộng. Yeah. Một lần nữa chúng tôi rất là cảm động và cảm ơn tất cả các anh chị em, các vị đại biểu, quý vị tướng lãnh đã tìm hiểu, đã truy nguyên. Nhưng mà có những chỗ thì nó đi hơi xa một chút. Chúng tôi cũng chỉ muốn điều chỉnh là một vài cái lỗi nhỏ nhỏ về kỹ thuật. Thứ nhất là hồi nhỏ chúng tôi là một đứa trẻ rất là rắn mắt. May mắn cho chúng tôi là bên nội, bên ngoại đều có những cái căn bản để chúng tôi có thể học hỏi được. Tại ông ngoại chúng tôi đó là kỹ sư lục lộ Nguyễn Văn Thân, tức là cha ruột của bác sĩ Nguyễn Văn Mẫn, là người bác sĩ Việt Nam duy nhất làm giám đốc bệnh viện Sorbonne tại Paris. Là anh chị em phải hiểu rằng ở tại Pháp, cái bệnh viện Sorbonne đó là coi như là một cái tự hào về nền y tế của Paris, của Pháp, cũng như cái tháp Eiffel là tượng trưng cho cái niềm tự hào về kiến trúc nối kết những khối thép của nước Pháp. Vì vậy họ không bao giờ muốn có một cái bác sĩ người ở nước ngoài mà làm coi cái bệnh viện của họ, đặc biệt là bệnh viện Sorbonne, thì họ cũng có một cái đại học Sorbonne ở đó. Nhưng mà may mắn trong gia đình chúng tôi là cậu Tư của chúng tôi là cái người được làm giám đốc cái bệnh viện Sorbonne đó nhé. Ông nội chúng tôi là một người rất là cổ điển, nhưng mà vì thân thể chúng tôi là bệnh hoạn cho nên được cả ông nội ông ngoại đều thương cả, nhờ cái sự thương yêu của bên nội và bên ngoại như vậy đó, chúng tôi giống như là biết đi giữa hai vị đó để chúng tôi học được cái ma mảnh nào đó thì chúng tôi học. Cảm ơn Trung tướng William nói, chứ thật sự là tôi cũng bị đánh đòn nhiều lắm. Tôi bị đánh đòn ở trong nhiều khi phải lấy báo, kiếm báo mà lót mà ở dưới quần của mình. Tại vì các cụ đánh bằng roi mây đau lắm. Đánh bằng roi mây rất là đau, cho nên cũng phải nhiều khi cũng ma mảnh. Nhưng mà có một lần tôi bị ông cụ phá cái gì đó rồi ông cụ kêu vào giận quá lấy cái roi mây. Thường thường thì ông cụ lấy cái roi mây nhỏ, nhưng lần đó có lẽ vì tôi phá phách quá cho nên ông thân sinh của tôi ông giận quá lấy cái roi mây dài quá mà ông quất trót một cái. Tôi thấy ông quất ở trên không khí không, tôi sợ quá khi ông gọi vào đó. Thì tôi đi kiếm bảo mà dở quá, bà mẹ tôi đã dạy cái tờ báo đó đi, thì nó đánh vào á thì là nó nghe cái bụp, thì không biết đó là tờ báo. Nhưng mà thấy ông cụ tôi nóng quá, tôi hoảng, tôi nhét cái tờ báo chưa có kịp nhúng nước, cho nên khi ông quất vào trong mông của mình, ông nghe cái bóp một cái là ông biết là lót giấy rồi. Thành ra ông vén lên cho ông bắt lột nó ra. Nhưng mà chắc có lẽ ông thấy tôi sợ quá, cho nên ông từ đó ông thay vì ông quất tôi là ông quất trên không khí. Ông quất trên không khí, nhưng mà cái tiếng roi trên không khí đó nghe trót trót, nó còn sợ hơn là nó quánh vào mông của mình nữa. Thì từ sau này lớn lên, chúng tôi thấy rằng nhiều khi đó là mình nên dọa cho Cộng sản nó sợ hơn là trừng trị. Có lẽ nhờ khi mà chúng tôi cầm quân đi truy nã Cộng sản phải dùng một chiến thuật, và tại vùng địa đầu dưới tiếng Quảng Trị thì chúng tôi hầu như là đe dọa nhiều hơn là chúng tôi thật sự ra tay để trừng trị. Mà có lẽ vì cái đường lối đó mà Cộng sản Việt Nam tới giờ phút này vẫn còn nghe nhắc đến cái lực lượng Black Tiger thì họ rất là cũng kinh sợ lắm. Chúng tôi cũng có những cái đòn đánh để họ phải kinh sợ. Nhưng thật sự cái đòn đánh của chúng tôi làm cho họ khủng hoảng về tinh thần nhiều hơn. Và trong suốt khi mà chúng tôi cầm quân ở tại vùng địa đầu giới tuyến, và kể cả lúc mà chúng tôi hoạt động tại vùng 1 chiến thuật, vẫn chưa có làm cho một cái
người binh sĩ nào kể có bên phía cộng sản bị phải bị hy sinh, có nghĩa là về cái nhân mạng bị tổn thương thì chúng tôi chưa có làm, nhưng mà cũng tránh được những bị bên trên mà giao cho công tác gì chúng tôi vẫn hoàn thành được. Nhưng mà khi có dịp nào đó chúng ta ngồi với nhau đó thì cũng sẽ kể chuyện nhiều hơn. Nhưng mà kính thưa quý vị tướng lãnh cũng như quý đại biểu cũng như anh chị em, các anh chị em mà càng ca tụng chúng tôi bao nhiêu thì lòng chúng tôi trùng xuống bấy nhiêu, vì tâm sự chúng ta còn quá ngổn ngang, tình hình đất nước chúng ta vẫn chưa về được, chưa giải thể được chế độ tà quyền cộng sản, nên ăn ngủ cũng không có yên giấc được đâu. Thấy tiếng than khóc của đồng bào lúc nào chúng ta cũng thấy như có bên cạnh, nghe hàng đêm. Sở dĩ mà tất cả các vị tướng lãnh cũng quý vị đại biểu cũng như những nhà ái quốc đã tham gia trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đã kêu gọi rất nhiều, đã cố gắng rất nhiều. Nhưng mà chúng ta cũng đừng lên, có nhiều khi chúng ta cảm thấy là nhiều khi cái kết quả nó chưa được như ý, thì phải hiểu rằng hiện tại đối với những người đồng bào tại hải ngoại này, sau khi họ đã vượt thoát cộng sản và cần một thời gian để ổn định được nếp sống, thì nhờ vào các cái quốc gia tự do nơi chúng ta tị nạn, họ đã cho chúng ta cái cơ hội để làm lại cái cuộc đời. Và dựa vào sự làm việc rất là chuyên cần, nhẫn nại, học hỏi, cố gắng của những người đồng bào tị nạn, cho nên mỗi người trong một cái sau một cái thời gian cố gắng thì có thể tạm ổn định đời sống, rồi sau đó thì được dư giả chút đỉnh. Và chính vì cái dư giả đó cho nên chúng ta có thể gửi về Việt Nam giúp đỡ cho bà con thân nhân tại Việt Nam. Chúng ta biết rằng là đối với gia đình của những người như vậy, trong cộng đồng người Việt Nam tại hải ngoại, khi gửi về một số tài chánh giúp đỡ thân nhân tại Việt Nam thì thấy cái đời sống của thân nhân mình đã tạm ổn định, cho nên họ cũng đã đôi một thời gian sau họ sẽ quên đi những cái giây phút đau khổ mà cùng nhau dìu dắt để vượt biên hay là vượt thoát sự truy nã, truy lùng của cộng sản Việt Nam nhé. Còn đối với đồng bào tại Việt Nam thì những người nào bị cộng sản thanh trừng tại cái chính sách của cộng sản, cái đường lối, cái thủ đoạn của cộng sản là chia để trị, chúng là luôn luôn chúng dành ra 5-10% là bị cô lập, và còn lại 90%-95% còn lại là tưởng chừng như mình được sự an toàn. Cho nên là vì 90-95% còn lại đang được sự an toàn, cho nên đôi lúc mình đã vô tình nhắm mắt, đã làm ngơ trước cái sự giấy chết của 5-10% đang bị cộng sản cô lập. Và bằng cái thủ đoạn đó, chúng lần lần nhất chúng tiêu diệt từng phần đến toàn phần cái tinh thần ái quốc cũng như là cái truyền thống văn hóa cao đẹp, tinh thần bất khuất và anh dũng của người Việt Nam chúng ta, và làm cho mọi người phải co cụm lại giống như nhà văn Hà Thúc Sinh, mà tôi thường hay đem cái câu thơ của nhà văn Hà Thúc Sinh. Ông là một nhà văn nhưng cũng là một nhà thơ, ông ta làm bài thơ mà chúng tôi nhớ hoài. Cái bài thơ đó chúng tôi khi vừa đến Hoa Kỳ là tình cờ được đọc cái bài thơ đó của ông Hà Thúc Sinh. Đó là: ở đây cơm áo co vòi lại, chỉ biết mình thôi không biết ai. Đó là tại sao mà chúng ta có cái cuộc sống hiện nay, hầu như là những người đồng bào tại hải ngoại đã yên ấm rồi, cho nên họ chỉ nghĩ tới cái gia đình thân nhân ruột thịt của họ, và đó là họ trả được món nợ lương tâm. Mà sau khi trả được cái món nợ lương tâm đó thì họ không có còn muốn biết tới cái số phận của khoảng 80-90% đồng bào chúng ta đang bị đày đọa, thiếu ăn, thiếu học, thiếu mặc, mà kể cả cái sự quan trọng nhất là thiếu cả cái tự do về tư tưởng, lời nói, và kể cả những cái tự do cần thiết là tự do ngôn luận, miếng ăn, sự học hành, ăn, học còn không có, làm gì có cái tự do tư tưởng và tự do ngôn luận. Cho nên chúng ta nên nhẫn nại và cố gắng.
Vì vậy mà chúng ta, chính phủ và những nhà chuyên gia cố gắng gài tất cả những cái thế để đưa Cộng sản cũng như là siết chặt cái vòng vây với bọn lãnh đạo Tàu Cộng, là cuối cùng đưa ra cái đường lối trưng cầu dân ý, là một cái việc rất dễ làm. Là chúng ta chỉ cần 5 phút thôi, dùng cái điện thoại, dùng cái notepad, dùng cái computer là có thể tham gia được cái công cuộc giải trừ cái quốc nạn và phát nạn của dân tộc. Nhưng mà nếu mà chúng ta, người đồng bào chưa có đáp ứng được thì chúng ta cũng nên nhẫn nại. Tại vì tất cả sự đau thương nghiệt ngã của bao nhiêu thuyền nhân bộ phận, bao nhiêu bộ nhân thuyền nhân, bộ nhân tức là người đi bộ, đã bỏ xác phơi thay, bị hãm hiếp, bị sát hại, đã mấy trăm ngàn người Việt bị Cộng sản mà phải bỏ nước ra đi, hàng triệu người Việt Nam vì Cộng sản mà phải xa lìa nơi chôn nhau cắt rúng, nước lại đi phải tán mạng vào trong miệng cá và trong lòng đại dương và trong rừng sâu núi sao ai biết cả. Nhưng mà hiện nay nếu con người trong cái cộng đồng chúng ta mà quên đi, chúng tôi có nghe được cái tiếng hộ của những anh chị em trẻ, những nhà trí thức trẻ Việt Nam thì hãy tha thứ. Tại vì họ cũng như thường tình thôi, họ đã có cái câu nói rằng qua sông thì quên đò, có vậy thôi nhé. Qua sông và quên đò, cứ họ tiến vào cái khung trời mới tốt đẹp. May mắn còn có những người nào còn có thân nhân mà còn có lương tâm thì họ gửi quà, gửi tiền để giúp cho thân nhân. Như vậy là coi như là họ cũng đã thấy an ủi rồi. Và thân nhân của họ trong cái đời sống nghèo nàn túng thiếu cơ cực tại Việt Nam mà được sự trợ giúp từ hải ngoại như vậy cũng cảm thấy yên phận, là những người đó đã hơn hẳn 80-90% đồng bào khốn khó trong quốc nội. Cho nên họ có những câu hỏi, họ cần gì tới cái chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, cần gì tới ông Đào Minh Quân, cần gì tới quý vị mà tối ngày cứ kêu chuyện giải thể tà quyền cộng sản tại Việt Nam. Anh chị em cứ thử nghĩ xem. Cho nên chúng ta cần phải kiên nhẫn nữa, giảng nghịch rõ hiểm. Tôi thấy tất cả cái sự mà gọi là cái tuổi trẻ bắt đầu, họ muốn đứng lên. Những ngày tới, họ đang muốn đứng lên. Họ đang cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam đồng thời đứng lên. Cái giờ lịch sử sắp đến, chúng ta nên kiên nhẫn chờ, cố gắng. Cái giờ đó sẽ đến, cái ngày đó sẽ đến. Chúng ta cố gắng. Cho nên những người nào trong cộng đồng mà quên đi, họ mau quên, thì chỉ là thường tình thôi, ta không thưa quý vị và anh chị em. Nếu mà có bao nhiêu người còn nghĩ đến những người còn ở lại, phải bị đày đọa, bị trù dập, bị đẩy xuống bùn nhơ, mất cả nhân phẩm, mất cả danh dự, kể cả mất cả mạng sống của mình. Vì vậy, để muốn tránh cái họa cho dân tộc, để muốn tránh một cái cuộc chiến không cần thiết, thì chúng tôi muốn nhắc lại cho tất cả quý vị tướng lãnh và anh chị em, là chúng ta luôn cùng nhau làm việc. Chúng ta đang có hàng ngàn ông Đào Minh Quân, chứ không phải một mình tôi là Đào Minh Quân đâu. Chính quý vị cũng là Đào Minh Quân đó. Tôi ngồi tôi nghe quý vị nói, tôi cảm thấy là tất cả quý vị là Đào Minh Quân cả. Chỉ cần chúng ta làm việc có trí tuệ, làm việc gì phải có mục tiêu rõ ràng và phải nỗ lực đạt cho được cái mục tiêu của chúng ta đưa ra, là giải thể hoàn toàn và triệt để chế độ cộng sản tại Việt Nam. Nỗ lực của chúng ta, của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, là giúp cho dân tộc Việt Nam được sống trong ấm no, có hạnh phúc, có sự an toàn, được tôn trọng. Do đó tôi rất là cầu mong tất cả quý đồng nghiệp thành viên và anh chị em trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời luôn đề cao tinh thần học hỏi, biết rõ ràng, thấu suốt, trong đó có tiểu sử của cá nhân chúng tôi. Vì chúng tôi muốn tất cả anh chị em đều là những Đào Minh Quân. Nếu chúng ta cùng có chung một khối óc, cùng suy nghĩ biết đúng sai, thiện ác chính tà, cùng có tấm lòng và trái tim nhân hậu, yêu thương đồng bào và trung liệt với đất nước Việt Nam hơn 4.000 năm văn hiến mà tiên hiền liệt tổ của chúng ta để lại, thì mọi người đều có thể là Đào Minh Quân tất cả, cũng như tôi vậy. Duy thật là cộng. Sự thật lúc nào cũng là thứ vũ khí sắc bén,
tinh nhuệ để đánh đuổi được tất cả những chông gai chướng ngại trong bất cứ tình huống nào. Do đó nghe cái sự phát biểu, sự học hỏi của anh chị em, của quý vị tướng lãnh, chúng tôi cảm thấy được cái tương lai Việt Nam nó đang hé mở. Những ngày tới đây chúng ta cũng sẽ rất là thú vị để làm việc với nhau. Những sự tính toán của chúng ta, hy vọng, tấm lòng của chúng ta sẽ được Thượng Đế, Trời Phật chiếu cố, sẽ tạo ra một biến động tại Việt Nam. Xin tặng lại quý vị một bài thơ đã lâu rồi, tôi cứ nhắc đi nhắc lại. Một bước sơn hà, một bước sông, một trái tim đau, vạn nẻo sầu, hiến dân tim ấp cho quê mẹ, sẽ trổ ngàn hoa, thấm ngàn sao. Chắc chắn chúng ta đang hiến dân tim ấp quê mẹ, sẽ trổ ngàn hoa, thấm ngàn sao. Đó, chúng tôi nghĩ cũng là tâm tư của tất cả quý vị tướng lãnh và anh chị em, phải không ạ? Dạ thưa đúng. Mọi người. Dạ đúng ạ. Nhiều người có thể quên lắm, tức là trong nhiều người đã vượt qua đại dương, chết chóc, đau khổ để đến được bến bờ tự do. Và nếu họ chỉ nhớ được bản thân của họ, hay là họ chỉ nhớ được cái gia đình của họ, mà không nhớ hết cả cái đại khối dân tộc đang bị đầu độc, đang bị chết dần từng ngày, từng giờ, từng phút. Nhưng chúng ta, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, không bao giờ quên được. Một bước sơn hà, một bước sâu, một trái tim đau, vạn nẻo sầu, hiến dân tim ốc cho quê mẹ, sẽ trổ ngàn hoa, thấm ngàn sao. Đó cũng là tâm tư của tất cả quý vị tướng lãnh, quý vị đồng nhiệm và anh chị em chúng ta, có phải không ạ? Dạ đúng ạ. Dạ đúng rồi. Chưa phải, Tổng thống. Dạ, dạ cảm ơn Tổng thống. Chúng ta sẽ làm được. Việt Nam, đất thánh, trời thanh, bao năm xây đắp mới thành quốc gia, dân tộc như ruột, như là, chế độ, như áo, cởi ra là rồi. Thưa tướng, quý vị tướng lãnh và anh chị em phải luôn nhớ, Việt Nam, đất thánh, trời thanh, sẽ có còn rất nhiều hào kiệt anh thư, kể cả những vị tu sĩ, đạo sĩ, nghệ sĩ cũng sẽ cùng với chúng ta tiêu diệt chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam. Ai làm được thì hành động, ai không làm được thì giáo huấn. Và luôn luôn chúng ta, như chúng tôi có nhắc nhở quý vị tướng lãnh và anh chị em trong những giờ chúng ta gặp nhau trong phòng FCC lúc trước, chúng tôi thường hay nói, khi sống sung túc, phẩm hạnh lớn nhất là sự điều độ. Còn khi gặp tai nạn, phẩm hạnh lớn nhất là sự kiên cường. Đất nước Việt Nam chúng ta đang gặp họa nạn Cộng sản, cho nên phẩm hạnh lớn nhất của tất cả quý vị tướng lãnh và anh chị em chúng ta phải là sự kiên cường và bất khuất. Và chắc chắn khi chúng ta có những yếu tố đó, chúng ta sẽ cùng nhau hoàn tất cái công việc, cái sự nghiệp mà nhân dân Việt Nam hàng trăm triệu người đang chờ đợi. Và rất là một lần cuối cùng xin gửi lời cảm ơn tất cả những sự phát biểu, những ý kiến và những lời tâm huyết từ tấm lòng của quý vị tướng, quý vị đại biểu, quý vị anh chị em thành viên trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Cũng sẵn trong cái dịp chúng tôi được vào trong cái phòng FCC, nghe được những cái lời phát biểu, những ý kiến, những tâm tư xuất phát từ đáy lòng của anh chị em, của quý vị tướng lãnh, chúng tôi xúc động lắm. Và cũng nhân cơ hội này, chúng tôi muốn nhắc nhở lại tất cả quý vị và anh chị em là chúng ta phải hiểu rõ và chuyển tải tư tưởng của chúng ta, cái tư tưởng này, cho mọi người dân Việt phải hiểu. Nếu người dân Việt Nam không yêu thương, không quyết chí giải thể chế độ Cộng sản, thì không ai có thể giúp chúng ta đâu. Kể cả trời cao đang có lòng giúp chúng ta, mà thấy chúng ta rất là dữ dưng trước số phận của mình, chúng ta sống một ích kỷ, thì trời cao cũng đổi ý nha. Cho nên luôn luôn chúng tôi có nhắc lại một cái câu rất là quan trọng. Anh chị em còn nhớ câu gì không ạ? Tận nhân lực,
nhưng mà tuy thiên mệnh. Dạ. Và cũng đừng bao giờ phải thấy ngần ngại, vì con đường hay nhất để thoát khỏi gian khó là đi xuyên qua nó. Còn chiến thắng bản thân là chiến thắng hiển hách nhất. Trong khi chúng tôi đi về học một khóa tại trường sĩ quan Thủ Đức, thì có một vị thầy, tức là một sĩ quan lúc bây giờ ông ta là một vị trung úy, nói cho chúng tôi là tự thắng, tức là toàn thắng. Nhưng chúng tôi chỉ muốn cách nhẹ nhàng hơn. Chiến thắng bản thân là chiến thắng hiển hách nhất. Rồi trước khi chúng tôi dứt lời, anh chị em có còn ý kiến nào nữa không, để chúng tôi sẵn sàng để giải đáp, hoặc là các vị tướng lãnh và bộ tư lệnh chiến lược toàn quốc có mặt ngày hôm nay cũng sẽ cố gắng để làm việc thỏa mãn cho anh chị em. Không biết Trung tướng Huệ Lâm hay đại biểu Thấm Quỳnh có ý kiến, có người nào, có vị nào có ý kiến gì nữa không? Dạ kính thưa Tổng thống, không có ai có ý kiến hoặc câu hỏi cả. Rồi, như vậy thì chúng ta cùng nhau có thể đọc lại một cái bài thơ ngắn mà chúng tôi, trước khi đọc lại cái bài thơ đó, chúng tôi lại lấy một cái câu của Marcus. Ông này ông hay viết những câu châm ngôn, mà có người gọi là châm ngôn, là kẻ thù có thể giết bạn, nhưng chỉ có bạn. Nó đi kèm với câu nói là muốn làm thay đổi sự việc thì bản thân mình nên có sự thay đổi trước đã. Trân trọng kính chào tất cả, nếu không còn ai có ý kiến. Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Văn phòng Thường trực, Lấy lại đất tổ, Không làm khổ dân, PO Box 2807, Anaheim, California 92814. Thông tri Cộng sản tại Việt Nam đang cùng đường. Ngày 18 tháng 10 năm 2019. Kính thưa toàn dân Việt Nam và quý đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Trong các lớp huấn luyện, Tổng thống Đào Minh Quân thường dạy rằng Cộng sản Việt Nam không tạo được tương lai cho người Việt vì chúng luôn dùng trại tù để giam giữ những nhà ái quốc và sử dụng công an để ép người dân im lặng. Từ 30 tháng 4 1975 đến nay, tuy quê hương đã hết chiến tranh sau khi Cộng sản chiếm hoàn toàn nước ta, nhưng số người chết tại Việt Nam, kể cả những bào thai chưa được ra đời, đã ngang bằng với tổng số người chết trong cuộc chiến từ 1945 đến 1975. Vậy, hơn 1 triệu bộ đội đã chết vì theo chân tên Việt gian Hồ Chí Minh giải phóng đất nước để làm gì, và 4 triệu đảng viên đang sống như một đàn bò do Trọng Lú và Phúc Niễn cầm đầu vẫn chưa thức tỉnh. Có phải đều muốn làm những tòng phạm diệt chủng dân tộc Việt Nam? Trên thực tế, Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay không còn những phe thân Tàu hay theo Mỹ, mà chỉ còn một đám đảng viên vô lương, tham lam và hèn nhát. Chúng ta không thể nào giao tiền đồ của đất nước, vận mệnh của chính chúng ta và tương lai của các thế hệ Việt Nam cho một bè lũ ngu xuẩn, ác độc, biệt bợm, xảo trá này. Chúng chỉ là một nhóm thiểu số, không do dân bầu ra, chỉ dựa vào bóng ma Tàu Cộng và bọn công an điên rồ, mất tính người, để kiểm soát và kìm kẹp đồng bào. Bọn đầu xỏ Cộng sản Việt Nam không phục vụ cho ai cả. Chúng chỉ tìm cách vơ vét của cải cho chúng và con cháu của chúng nó để chuồn ra ngoại quốc. Đa số mọi người đã thức tỉnh, kể cả những bộ đội cấp tướng lãnh, những công an còn lương tri cũng đang giác ngộ. Chúng ta đã có Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, chúng ta đã có gần 5 triệu phiếu trưng cầu dân ý của đồng bào. Chúng ta có một lãnh tụ tuyệt vời là Tổng thống Đào Minh Quân, người thật, việc thật, một nhà ái quốc có đạo đức, trí tuệ, trí huệ và lòng yêu nước thương dân hơn xa tên Việt gian Hồ Chí Minh. Ưu thế chính nghĩa của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời với sự hậu thuẫn của đa số dân chúng, với sự tiếp ứng, song hành của Hoa Kỳ và đồng minh là thế tất thắng
của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Sự kiện này đang làm cho Trung Cộng lúng túng và bọn đầu sỏ Cộng sản Việt Nam run sợ như chó cùng đường. Chúng phải tung ra những tin tức giả trá, những tuyên bố gây chú ý của dư luận. Đó chỉ là những thủ đoạn tà mị, gian trá, mượn đò qua sông. Nhưng cho dù ngoan cố, xảo quyệt đến đâu, thì ngày tàn của một chế độ độc hại, phản dân, hại nước cũng phải đến, phải bị triệt hạ. Những ai ngoan cố chống lại ước vọng được tự do, hạnh phúc của con người đều phải bị trừng trị. Lễ chào mừng ngày đệ nhất chu niên Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa đang đến. Đại hội sẽ kéo dài từ ngày 8 cho đến ngày 10 tháng 11, 2019 tại sa mạc Tụ Nghĩa Đường. Tất cả quý giới chức, thành viên quan trọng trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đang nô nức kéo nhau về nơi đất thiêng để hội họp, chuẩn bị cho một cuộc đổi đời. Toàn thể các giới chức, quý vị tướng lãnh, quý đại biểu, thành viên đồng nhiệm trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, từ quốc nội ra đến hải ngoại, đều nêu quyết tâm đoàn kết chặt chẽ và mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo anh minh, sáng suốt, đầy nhân đạo của Tổng thống Đào Minh Quân, nhằm triệt tiêu chủ nghĩa và tà quyền Cộng sản Việt Nam, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, cứu nguy sơn hà, thống nhất đất nước, xây dựng nền Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, đem lại dân chủ, hòa bình và sự an toàn, thịnh vượng cho muôn dân. Hòa nhập vào trào lưu văn minh, tiến bộ của nhân loại. Trân trọng kính chào Văn phòng Thường trực, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Đỗ Tuyết xin cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe. Kính chúc quý vị một ngày thành công tốt đẹp, vạn sự an lành. Xin trân trọng kính chào. Xin trân trọng kính chào Tổng thống Đào Minh Quân, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Trân trọng kính chào chương trình truyền thông công lý. Chúng tôi là công dân của nền Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, do Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo, qua lá phiếu trưng cầu dân ý được Liên Hiệp Quốc công nhận bằng công pháp quốc tế cùng sự đồng thuận của Quốc hội Nhà nước Việt Nam ngày 25 tháng 11 2015 và đã được ban hành ngày 1 tháng 7 2016. Thưa các anh chị bộ đội, công an, an ninh, đảng viên Cộng sản Việt Nam, luật trưng cầu dân ý đã được thông hành khắp ba miền Nam, Trung, Bắc. Tất cả người dân đều đồng tình ủng hộ bỏ phiếu bầu cho ngài Tổng thống Đào Minh Quân, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, để sớm hoán đổi vị trí lãnh đạo của một đất nước, trả lại cho nền Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa những gì đã mất suốt gần nửa thế kỷ qua ở miền Nam. Từ cái ngày gọi là giải phóng 30 tháng 4, đoàn quân của các anh chị đã từng băng rừng lội suối, trèo non vượt dãy Trường Sơn để vào miền Nam với danh nghĩa giải phóng, đàn áp bắt bớ trả thù một cách tàn nhẫn, trút lên đầu những người dân vô tội. Bằng những trại tù gọi là học tập cải tạo, bắt chúng tôi đi kinh tế mới vào tận rừng thiêng nước độc, đói khát đau bệnh chết chóc, bao trùm lên những người dân vô tội miền Nam. Vậy mà gọi là giải phóng sao? Thưa các anh chị, hơn 44 năm rồi đất nước này có gì đổi mới? Ngoài những ngôi nhà cao tầng, lộng lẫy, những căn biệt thự nguy nga tráng lệ, thì đằng sau đó là những con người bất hạnh cùng cực, lê la khắp phố phường để tìm sự sống trong cái chết. Quanh những đống rác thải, quanh những quán ăn sang trọng tìm chút thức ăn thừa của những con người giàu có lắm tiền, nhiều của, những cậu ấm cô chiêu con cháu các nhà quan thì ngựa xe như nước, áo quần như nêm, vui chơi cười đùa trên sự đói ăn khát uống của những kẻ nghèo hèn khổ sở. Thưa các anh chị bộ đội, công an, an ninh, đảng viên Cộng sản, ngày xưa ông bà chúng ta có dạy khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ ngoài đá nhau. Nếu như ai đó không còn nhớ câu nói này thì chắc chắn người đó đã thật sự quên nguồn cội tổ tiên ông bà mình rồi. Trong khi hằng ngày chúng ta vẫn dùng ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ, cùng hít thở chung bầu không khí của vùng trời Việt Nam, tại sao phải chia năm xẻ bảy đấu đá lẫn nhau, địa vị, quyền lực, danh vọng, tiền tài như gió thoảng mây trôi, tình dân tộc, nghĩa đồng bào mới trường tồn vĩnh cửu. Người dân chúng tôi bao nhiêu năm nay sống trong cảnh màn trời chiếu đất, cơm không đủ no, áo không đủ ấm, tàn tật đau bệnh triền miên,
nắng mưa dãy dầu, những tiếng oán than khắp mọi miền đất nước, chỉ vì chúng tôi là những con người không có cái lý lịch của ba đời kháng chiến, không có người thân làm cách mạng gì đó. Các anh chị đã phân biệt đối xử, phân chia ranh giới rõ ràng và đường đường cho mình có cái quyền thống trị đó. Thưa các anh chị bộ đội, công an, an ninh, đảng viên Cộng sản Việt Nam, cho đến hôm nay mọi sự thật được phơi bày, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, nhất là nền giáo dục của giới trẻ đang trượt dài trên tảng băng không định hướng. Xin hãy cứu lấy đất nước mà đoàn kết gom về một khối. Chúng ta hãy làm một cuộc cách mạng không tiếng súng, không chiến tranh bom đạn, bằng lá phiếu trưng cầu dân ý, để Tổng thống Đào Minh Quân, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, để Tam Việt Nam Cộng Hòa đại diện cho chúng ta cất tiếng nói trước quốc tế. Vì Ngài Tổng thống Đào Minh Quân là một chính phủ hợp pháp được Liên Hiệp Quốc công nhận, đang song hành với Hoa Kỳ. Chỉ có Tổng thống Đào Minh Quân, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, để Tam Việt Nam Cộng Hòa mới đủ quyền lực, bản lãnh để thay đổi vận mệnh đất nước hiện nay mà thôi. 44 năm qua rồi, Đảng Cộng sản luôn hô hào đổi mới đường lối chính sách xã hội chủ nghĩa, sau bao nhiêu lần thay ngôi đổi chủ. Cuối cùng rồi thì đất nước Việt Nam nay đi về đâu? Dân tộc luôn sống trong lầm than vất vả, từ trong đến ngoài nước, từ thôn quê đến thành thị. Lãnh đạo ở đâu? Ai là người chịu trách nhiệm với nhân dân trong lúc sự tàn phá của đất nước ngày càng mãnh liệt? Vậy thì đâu là độc lập, tự do, hạnh phúc của xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Thưa các anh chị bộ đội, công an, an ninh, đảng viên Cộng sản, người Việt Nam chúng ta nói chung, người miền Nam nói riêng, luôn có bản chất lương thiện, hiền hòa, chất phác và độ lượng. Vì đâu hôm nay chúng ta phải ngoảnh mặt làm ngơ lại với nhau chỉ vì quyền lực và địa vị? Bầu ơi, thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Chúng ta đang sống trong cùng một đất nước mà đôi khi có miệng không nói như câm, hai hàng nước mắt chan dầm như mưa. Quả mất nước đã đến gần rồi thì sự hủy diệt của dân tộc cũng sẽ không còn bao lâu nữa. Ngay thời điểm này, Tổng thống Đào Minh Quân, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, là thiên sứ hòa bình, là người tâm đạo, tài đức, đã lãnh trọng nhiệm cứu quy dân tộc trở về từ cõi chết. Chúng ta hãy khai sinh lại Việt Nam bằng lá phiếu trưng cầu dân ý, khai sinh lại quốc gia cho một người có trách nhiệm, có nhân tâm để lãnh đạo kiến thiết quốc gia Việt Nam, sống lại bằng một khối óc, bằng con tim của một vị minh quân, luôn luôn lúc nào cũng đặt trách nhiệm tổ quốc lên hàng đầu, xem công dân của mình như mạch máu. Tổng thống Đào Minh Quân đã tu luyện nơi sa mạc hoang vắng gần 30 năm. Ngài đã gác lại địa vị hạnh phúc đang lúc đương thời của mình, hy sinh khổ thân tu luyện, tìm đối sách chiến lược để lấy lại đất tổ không làm khổ dân. Và hôm nay, với tâm đạo đức độ của Ngài đã cảm động được ý trời, Ngài thu phục nhân tâm bằng tấm lòng nhân hậu. Thưa các anh chị bộ đội, công an, an ninh, đảng viên Cộng sản, sẽ không có ai sánh được với Ngài Tổng thống Đào Minh Quân. Sẽ không có ai có đủ can đảm, đủ dũng khí, tâm đức để làm một cuộc cách mạng thay đổi vận mệnh đất nước đang từ trong cõi chết sống lại bằng công pháp quốc tế, qua lá phiếu trưng cầu dân ý của Tổng thống Đào Minh Quân, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, để Tam Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi tha thiết mong mỏi sự trở về của những anh chị đã từng say ngủ, từng mù quáng với hai từ Cộng sản. Chúng ta là một dân tộc Việt Nam với 4.000 năm văn hiến. Hãy thêm bạn bớt thù và hóa giải lời sấm bằng lá phiếu trưng cầu dân ý. 10 phần chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra thái bình. Và xin nhớ lấy câu này, nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Chúng tôi xin gửi lòng mình qua bức tâm thư này đến các anh chị bộ đội, công an, an ninh, đảng viên Cộng sản còn đang tại chức khắp ba miền Nam Trung Bắc Việt Nam. Xin thân ái kính chào. Xin kính cảm ơn Tổng thống Đào Minh Quân, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Kính cảm ơn chương trình truyền thông công lý đã lắng nghe những lời nói của chúng tôi, công dân đệ tam Việt Nam Cộng Hòa đang sống trong quốc nội. Xin trân trọng kính chào. Để kết thúc chương trình, Mimi xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với thông báo chiêu mộ và trọng dụng nhân tài. Thông báo chiêu mộ và trọng dụng nhân tài, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Đào Minh Quân, chúng tôi xin chân thành kêu gọi toàn dân Việt, những người Việt đang định cư ở khắp nơi trên thế giới, tham gia vào Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời để chung nhau góp sức phục quốc cứu dân lành mà giữ gìn bảo vệ đất nước, cũng như xây dựng lại quê hương. Trước tình hình đất nước Việt Nam đang trong nguy cấp, nên Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời cần cấp bách thành lập
một nội các để chuẩn bị cho việc tiếp nhận chính quyền mà Cộng sản đã cướp từ tay của cố Thủ tướng Trần Trọng Kim, cũng như qua hai thời đệ nhất và đệ nhị của Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi tha thiết kêu gọi và chiêu mộ những nhân tài, những người Việt ở khắp nơi trên thế giới của mỗi quốc gia cho các chức vụ, bộ phận, ban ngành như sau: ngoại giao, truyền thông, kinh tế, quân sự, giáo dục và y tế, vân vân và vân vân. Và các vị, những nhân tài khi tham gia vào chính phủ, các vị sẽ là những người Việt tiên phong để đại diện cho người Việt mà nơi các vị đang cư ngụ, định cư với chức vụ phù hợp trong khả năng và trình độ học vấn, cũng như trình độ chuyên môn từ các quý vị cho sự nghiệp đóng góp trí tuệ của mình vào công cuộc chung mà phục vụ cho đất nước Việt Nam thân yêu nhỏ bé của chúng ta. Và chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời xin chân thành cảm ơn những giới chức đã đang tham gia vào chính phủ và còn rất nhiều ở những thành viên đang chờ đợi để hoàn tất hồ sơ cho việc tham gia này. Truyền thông Công Lý thừa lệnh từ chính phủ xin chân thành cảm ơn sự quan tâm cũng như đón chào sự tham gia đóng góp từ quý nhân sĩ tri thức, từ những người Việt ở khắp các quốc gia. Trân trọng kính chào đoàn kết, đại đoàn kết một dân tộc Việt Nam. Chương trình phát hình truyền thông Công Lý xin được phép khép lại. Thay mặt cho những thành viên của chương trình, xin gửi lời kính chúc sức khỏe và sự bình yên, an lạc, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống cũng như trong công việc đến với tất cả quý vị và các bạn, cũng như là sự gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp trong công cuộc đấu tranh chung này. Chân thành cảm tạ tất cả quý vị và các bạn đã lắng nghe và ủng hộ cho chương trình. Kính chúc quý đồng bào, quý đồng hương, quý vị và các bạn trong và ngoài nước được nhiều may mắn, trọn vẹn niềm tin và đặt tia hy vọng cuối cùng vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, để ngài Đào Minh Quân mau sớm trở về lại quê nhà, cứu nguy dân tộc bất hạnh Việt Nam của chúng ta thoát cộng lẫn tàu, cho toàn dân của Việt Nam trong cũng như ngoài nước, tay trong tay anh em quốc nội, hải ngoại, Nam, Trung hay Bắc, son sắt một lòng chung một mái nhà mà gìn giữ vẹn toàn lãnh thổ quê hương để bảo vệ tổ quốc và dân lành, cho thế hệ cháu con của chúng ta trong tương lai mai sau được thoát hán. Kính mong quý vị và các bạn hãy tiếp tục kêu gọi trưng cầu dân ý để ủng hộ cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời có thêm tiếng nói và sức mạnh trước quốc tế, để mau sớm giải thể tà quyền Cộng sản tại Việt Nam trong một ngày gần đây nhất. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào tạm biệt quý vị và các bạn. Dân tộc Việt bất khuất, cương thổ Việt bất phân, nhân dân Việt bất ly, và đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, Tổng thống Đào Minh Quân yêu nước thương dân là bất chi bất dịch, truyền thông Công Lý vật đổi sao dời, với tấm lòng son tận trung vì nước, thân ái kính chào tạm biệt. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, giờ này ngày xưa trên quê hương tôi bão tố tơi bời, mẹ vượt đại dương ra khơi lênh đênh trên chiếc thuyền con, chị vượt đèo cao qua bao gian lao thân xác hao mòn, còn lại người cha chung thân đêm đen trong chốn ngục sâu. Và giờ đàn con ngây thơ năm xưa đã lớn khôn dần, một lòng vì dân noi gương ông cha nung chí tài trai, nguyện cùng ngày mai tương lai non sông không màn đêm tối, nguyện cùng hồn thiêng anh linh năm xưa gục chết trong tù, một ngày không xa trên quê hương ta đổi mới tươi màu, vang vạn lời ca, ca vang vang xa hai tiếng tự do,
người người tự do cho quê hương ta thay màu áo mới. Nụ cười thật tươi trên đôi môi em hằn vết khô cằn. Giờ đàn con ngây thơ năm xưa đã lớn khôn dần, một lòng vì dân noi gương ông cha nung chính tay trai, quên cùng ngày mai tương lai non sông không màn đêm tối, nguyện cùng hồn thiêng anh linh năm xưa gục chết trong tù. Một ngày không xa trên quê hương ta đổi mới thay màu, màu cờ tự do tung bay bay cao cao vút từng xanh. Người người tự do cho quê hương tôi xanh cùng thế giới, rằng người Việt Nam dân tôi hôm nay đầy những anh tài. Người người tự do cho quê hương tôi xanh cùng thế giới, rằng người Việt Nam nơi đây hôm nay đầy những anh tài. Việt Nam tỏa chiếu trên khắp quê hương Việt Nam, chừng cầu dân ý sạch bóng hung nô tham tàn, chiều chiều người dân hân hoan bầu cho xứng danh, bầu đào minh quân thương dân vì nước quên mình, đoàn kết chung dựng xây tổ quốc ta kiêu hùng. Rồi một ngày mai tương lai Việt Nam sáng tươi, một trời hạnh phúc sống thiên đường giữa thế gian. Bình minh tỏa chiếu trên khắp quê hương Việt Nam, chừng cầu dân ý sạch bóng hung nô than tàn, chiều chiều người dân hân hoan bầu cho xứng danh, bầu đào minh quân thương dân vì nước quên mình, đoàn kết chung rừng xây tổ quốc ta kiêu hùng. Rồi một ngày mai tương lai Việt Nam sáng tươi, một trời hạnh phúc sống thiên đường giữa thế gian. Chừng cầu dân ý bầu đào minh quân, chừng cầu dân ý bầu đào minh quân, chừng cầu dân ý bầu đào minh quân, chừng cầu dân ý bầu đào minh quân. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Ngày 11 tháng 11, 2019 là ngày ghi dấu đệ nhất chu niên, ngày đăng quang của Tổng thống Đào Minh Quân, khai mở nền đệ tam Cộng Hòa. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời xin kính mời đồng bào Việt Nam trên toàn cầu, hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa,
Hội Phụ Nữ Tân Dân Chủ Toàn Cầu, quý nhân sĩ, trí thức, quý đại biểu, quý đồng nhiệm cùng tham dự đại hội đệ nhất chu niên. Đại hội sẽ được tổ chức tại Tụ Nghĩa Đường, địa chỉ 10800 Sierra Road, Adelanto, California 92301. Thời gian: ngày 8 tháng 11 2019, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ tối. Ngày 9 tháng 11 2019, từ 10 giờ sáng đến 11 giờ tối. Ngày 10 tháng 11 2019, từ 12 giờ trưa đến 5 giờ chiều. Khi ta đi, ta mang theo quê hương. Nay về, Tổng thống Đào Minh Quân mang nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa về trao tặng dân ta, nước Việt. Chuyến tàu gỗ năm xưa mang ký hiệu VNKG 0602 năm 1979 tháng 6. Nay trở về mang bản số 11 tháng 11 2018 và 11 tháng 11 2019 ghi dấu đệ nhất chu niên. Sự góp mặt của quý vị là niềm tin tưởng vì chúng ta mang trong người dòng máu Việt. Xin trân trọng kính mời Bộ Ngoại giao. Mọi thông tin xin liên lạc ban tổ chức, đại biểu Trung tướng Huệ Lâm, 587-436-9908, đại biểu Trung tướng William Lê, 612-715-1111, đại biểu Tammy Quỳnh, 951-375-6228, email therepublicofvietnam@gmail.com hoặc email diplomatic@chinhphuquocgiavietnamlamthoi.com.